cơm chưa? Bật mic lên tương tác cho vui. Ngồi này chán lắm. Xem có gì cứ hỏi hỏi anh đi. Anh học trước rồi mà. Có khi nào trượt đồ án không anh? Phải làm lại. Chưa chứ. Có Nhưng mà anh. đồ án được làm 2 lần. Ngồi lo. Thật ra ấy là đồ án chỉ 7 điểm là được. Thật sự 7 điểm là được. Nhóm anh cơ bản là thầy kỳ vọng hơi cao. Kiểu kỳ vọng cao quá nên là cuối cùng là bọn anh làm nó không kịp với các em. Mà vấn đề là anh không có back end nên là anh không biết được là phải phải làm như thế nào. Đúng rồi, chỉ có nhóm anh là điên rồ nhất. Bình thường mấy nhóm khác họ đi code, họ code Java, code Node.js, các kiểu code Golang, cái thành thạo bọn anh lại chơi Ruby. Code Ruby sợ. Sau cùng là không có được. Chán. Làm gì quên mình nhỉ? Vào đủ chưa? Vào đủ chưa? Vào đủ chưa các em? Mấy bạn là 12 bạn rồi. 12 bạn, trong đấy 2 bạn là anh thì tính ra mới có 10 bạn. Đợi tí các bạn vào hết. Các em mở sẵn 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 code cho anh đi, có cái hai cái file gửi các bạn. Ôi. Anh làm nốt cái phần này tầm 5 phút xong rồi chúng ta join nhá. Xem có gì tâm sự cứ nói đi, hỏi. Đồ án thì được làm 2 lần, lượt đi lượt về. Đấy. Nhưng mà thường thường là làm lượt đi thôi, nhóm nào có tay to thì cứ thế mà quất thôi. Không phải lo gì hết. As article to cost up. Không hiển thị số. Sao nhiều nhỉ? Code mình viết ra cuối cùng là chính mình phải feedback của code của mình. Có buồn. Skill set no code for new playground. Anh sắp chết vì chứng khoán này em ạ. Lỗ bao nhiêu tiền này? Toàn mã mà không biết đâu, mã toàn mã trời đấy hỡi mà, đúng là chưa kinh nghiệm đã sồn sồn lên, mất bao nhiêu tiền rồi với chứng khoán rồi. Buồn. Thôi học thôi nhỉ. Chuẩn bị học rồi. Đấy.
xem màn hình cho. Đây, thực chất sau này bọn em làm thì bạn cũng code bằng JS thôi. Bạn nào mà code tốt thì bạn nào nếu mà bạn nào mà code tốt hơn ấy thì dùng jQuery, còn không dùng JS bình thường chả vấn đề gì hết, dùng cái nào cũng được. Đấy, anh cũng code bằng JS thôi các em. Không có gì to tát lắm đâu. Mình đi làm hay là đi đi làm cái gì đấy thì cũng chỉ là cái kiến thức mình học thôi. Nhưng mà quan trọng là mình học sâu mức nào thôi. Đúng rồi. Sao nhỉ? Ừ, anh đang có đồ án đấy, em dài ạ. Đấy. Rồi ok nhá các bạn này. Các bạn mở trên cái file. Đây là anh gửi cho các bạn cái đường dẫn thì mình có hai file. Thứ nhất là cái file PEHTML Spring năm 20 đá lại, là cái đề đá lại, đề này là đề rất là khó, được không? Còn cái file thứ hai là cái file clipboard, lên clipboard này. Thì ban đầu các em mở cho anh cái folder là clipboard trước. Còn cái chỗ này là mình sẽ làm sau, được không? Các em mở cho anh clipboard này, mình ôn mình học một chút về clipboard. Đấy. Mở lên đi, các em mở code lên đi, được không? Vào trong file này, open folder này. Xong rồi vào click vào cái chỗ phần learn clipboard thôi. Xong rồi ấn select folder này. Đấy, được chưa? Xong rồi chạy lên xem như thế nào rồi. Đấy thì ở đây các em bây giờ anh muốn anh giao cho các em một nhiệm vụ như này nhá, là bây giờ cái chỗ phần này của mình ấy là code HTML rồi đúng không nhỉ? Bây giờ các em phải chỉnh làm sao ấy cho cái left và cái right nó nằm ngang nhau và cái thằng footer nó phải được để lên trên cơ. Đấy, bây giờ anh muốn là gì? Cái left cái right nó nằm ngang nhau, còn cái footer này được để lên trên đây đó. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào các em nhỉ? Em thử mở code cho anh nào và thử cho anh một cái solution để chúng ta có thể cho cái left và cái right nó nằm ngang nhau nhá. Đấy, cái vấn đề này tại vì sao em phải tách riêng một cái bài toán như vậy, vì là đề thi bây giờ nó rất là mất dạy. Đấy, được không? Đây, một cái đề thi nó cũng không phải là cái gì cao siêu, bây giờ nó cho các em một khối như này, các em làm sao cho hai khối này nằm ngang nhau rồi cho cái thằng footer nằm lên trên là được. Đấy thì mình dùng cái gì các em nhỉ? Các em bây giờ mình dùng cái gì ở đây nhỉ? Mình dùng cái gì để cho nó nằm ngang được nhỉ? Hải Anh nhanh hỏi ấy, anh hỏi em này. Display flex dùng khi nào em nhỉ? Display flex là display flex của cái gì? Chắc của left và right anh. Em nhớ nhá, em nhớ cho anh này. Khi mà em dùng cái display flex ấy là cái left và cái right này nó phải được bao quanh bởi cái gì đấy. Có nhớ không? Cái menu ạ. Nếu mà giả sử trường hợp là gì, cái left cái right này nó được bao quanh bởi một cái container ấy, bao quanh được bởi một cái gì đấy đúng không nhỉ? Vâng. Thì cái bao quanh đấy nó sẽ có display là
Black. Là để cho nằm ngang đúng không? Ở đây các bạn nhớ chưa? Giả sử cái khối left và khối right này nó nằm trong một cái khối gì đấy. Đấy. Thì mình mới cho cái khối bên ngoài là double flex để cho hai khối nằm bên trong nó nằm ngang nhau. Nhưng mà vào đề thi ấy, nó rất là mất dạy, nó không cho đâu các em ạ. Đề thi nó không cho đâu. Mình tự code thì mình có, nhưng mà đề thi nó sẽ thử thách các em. Đấy, thì bây giờ left ở đây, right ở đây, thì bây giờ làm sao để cho nó ngang nhau được? Dùng double flex có được nữa không? Không. Các em. Đúng rồi, bây giờ mình không thể dùng được double flex. Đúng chưa? Mà mình phải dùng cái khác là dùng float. Đấy, nhá. Mình phải dùng cái khác là dùng float. Đấy, xem các bạn vào hết chưa nào. Được chưa các em? Các bạn chú ý này. Là ở đây anh đưa ra một cái ví dụ là đề bài nó sẽ cho mình một khung như thế này. Đấy. Và bây giờ là gì ạ? Là cho hai cái khối left và khối right nó nằm ngang nhau. Đồng thời là cái khối footer nó sẽ phải đi lên trên. Đấy. Nhưng mà anh em mình học 3 buổi trước ấy, là mình sẽ dùng một cái là gì nhỉ? Là display là flex đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta dùng display flex ấy, với điều kiện rằng là cái thằng left và thằng right này nó phải có một cái gì đó bao quanh. Và cái bao quanh nó sẽ có display là flex. Được không? Nhưng mà trường hợp này là không có gì bao quanh cả. Chính vì thế là mình phải dùng cái thuộc tính là float các em nhá. Đấy thì bây giờ giả sử này, anh sẽ cho cái left của anh là float left, cái right của anh cũng là float left luôn. Đấy, hoặc là float right nữa để cho nó nằm ngang nhau. Được chưa em? Vậy là chúng ta có hai cách để cho hai khối nằm ngang nhau. Một là các em sẽ dùng display flex nhưng mà display flex cái bao quanh. Còn cách thứ hai là các em sẽ dùng cái là cái float, là float sang bên left, float sang bên trái, float sang bên phải. Được chưa? Thì bây giờ nhá, anh sẽ vào trong phần CS này. Anh sẽ cho cái phần left của anh ấy là float left. Anh sẽ cho float right là float right đi. Đấy có nghĩa là một khối sang bên trái, một khối sang bên phải. Như vậy nó sẽ nằm ngang. Để cho các em, đây các em cho anh này. Left thì các em cho nhảy sang bên trái, right các em cho nhảy sang bên phải. Như vậy là nó sẽ nằm ngang nhau. Đấy, nhớ cho anh nhá, có hai cách nhá. Tùy vào đề bài nhá, đề bài nếu mà nó cho gì bao quanh thì ok dùng display flex. Còn không thì mình sẽ dùng cái float này. Được không? Các bạn có nghe rõ không? Các bạn nghe rõ không? Thế nãy giờ có mấy bạn ao ra ao vào mãi. Ừ. Ok chưa? Xếp lại chạy thử cho anh xem là bây giờ nó đang như thế nào. Đấy. Anh xin lỗi các bạn. Anh xin lỗi. Ở đây có một vấn đề ấy, là cái khối left và khối right ấy, cộng lại với nhau ấy, thì nó to hơn. Đây này, ở đây các em để cho anh nhá, ở đây các em để cho anh này. Là cái sự khác nhau giữa display flex với cái float này. Là ở đây ấy, các em thấy là gì? Cái chiều rộng tối đa của mình ấy là 1000 px, đúng không? Có phải là 1000 px không các em? Nhưng mà tại vì sao ấy, cái khối left và khối right nó không thể nằm ngang nhau được. Các em biết vì sao không? Các em biết vì sao cái khối left và khối right nó không nằm ngang nhau được không? Mà nó lại theo lý thuyết là nó nằm ngang nhau nhưng mà tại vì sao ở chỗ này nó lại không nằm ngang nhau được? Border. Đúng rồi, chính xác. Thì câu trả lời ấy, ở đây thằng left là 700, thằng right là 300, cộng lại là 1000 rồi, đúng không? Nhưng mà border của thằng left là 1 px, border thằng right là 1 px. Mà các em biết là 1 px này là 1 px của chỗ nào? Có phải là 1 px này là 1 px của cả 4 phía đúng không? Thì bây giờ các em thấy là gì? Bốn phía tức là left là 1 big, right là 1 big. Thằng này là tổng cộng là nó thêm 2 big. Thằng ở dưới đây nó cũng thêm 2 big. Đấy, như vậy là tổng cộng là bị thừa mất 4 big rồi. Nhưng mà chính vì thế như vậy nó không thể nằm ngang nhau được. Nhá. Chính vì thế nó không thể nằm ngang nhau được. Đấy. Được chưa? Thì đâu đấy là bây giờ các em xóa nhanh cái border đi. Các em xóa nhanh cái border đi. Được chưa? Và ở phần left các em cho anh một cái background color là màu khác đi. Đấy, màu này chẳng hạn. Màu bên left thì là màu này. Màu bên right thì là màu gì đấy khác đi. Đúng không các em? À nhưng mà từ từ các em bình tĩnh này. Các em bình tĩnh này. Nhưng mà để như này thì cũng được thôi. Đấy nhưng mà có vẻ như thằng footer của mình nó bị mất rồi các em ạ. Các em thấy không? Footer của mình bị mất rồi. Nhớ khi mà anh làm như thế này
Khi mà anh làm như này thì là ok, left với right là nằm ngang nhau rồi. Nhưng mà các bạn thấy footer mình bị mất rồi, đúng không? Nhá, khi mà các bạn dùng cái float này thì cái thành phần bên dưới nó sẽ bị nằm ở đằng sau. Tức là hiện tại các em biết không? Hiện tại cái thằng footer của mình ấy nó đang nằm đằng sau cái gì? Footer mình nó đang nằm đằng sau cái chỗ phần này này. Nhớ nhá, nó nằm sau cái chỗ phần left phần right này. Thì bây giờ ấy, để footer nằm được ở bên dưới ấy, thì anh phải thêm một thuộc tính là clipboard. Đấy, các em nhớ là cái tiêu đề của cái bài của mình không? Cái tiêu đề của thư mục này là gì không? Là learn clipboard đúng không? Đấy, là bây giờ muốn cho footer nằm bên dưới thì các bạn phải thêm cho anh thuộc tính là clipboard nhá. Đấy, thử đi, và nếu bạn nào mà thấy thành công rồi chắc một cho anh. Nếu mà nó hiển thị ra bình thường thì chắc một cho anh. Đấy, của anh hiển thị bình thường rồi. Ok em. Ok Long, ok Quang. Clipboard có nghĩa là nó sẽ anh gọi sao nhỉ? Anh không biết giải thích đoạn này như thế nào, có nghĩa là như này các em nhá. Cái này đọc đọc lý thuyết của nó thì nó sẽ khá là khó hiểu. Đúng nhá, đọc lý thuyết của clipboard khá là khó hiểu. Đấy, nhưng mà vấn đề như này nhá. Ở đây này có hai cái, chúng ta có hai cái khối left và khối right, nó đều có float hết. Float hết thì khi mà float tức là nó sẽ nổi lên các em ạ. Đây này nhá, float này nhá, float này nghĩa là nổi lên. Đúng không? Nổi sang bên left, nổi sang bên left, nổi sang bên right. Thì khi mà nổi lên ấy thì cái phần bên dưới nó sẽ bị chìm vào sau. Nó sẽ nằm ở đằng sau. Đấy, có nghĩa là nó sẽ nằm, cái thằng footer mình ấy nó sẽ nằm ở đằng sau thằng left và thằng right. Đấy, thì bây giờ có nghĩa là khi mà các bạn mà muốn cho footer nằm ở dưới thì mình phải gọi là mình phải clear cả hai phía đi ấy, thì nó mới nằm dưới được. Đấy, kiểu thế. Còn thực chất là anh cũng không học kỹ về cái này vì nó rất là khó hiểu. Đấy, nhớ cho anh nhá. Đối với những bài nào ấy mà chúng ta phải dùng float, được không nhờ? Thì cái khối bên dưới muốn nằm ở dưới thì phải thêm thuộc tính là clipboard thì nó mới nằm ở dưới được. Ok không? Ok không? Có bạn nào bị lỗi gì không? Các em nhớ là chúng ta phải xóa cái border nhá thì nó mới nổi nhá. Vì là khi mà cộng thêm border vào ấy thì nó sẽ bị thừa không nằm ngang nhau được. Đấy. Được chưa? Anh xếp lại này. Anh xếp lại các em này. Đấy. Tất cả các bạn được chưa? Anh xem nào. Hai ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám, mới có tám bạn, thế còn bạn nữa đâu? Ok nhá, thì ở đây này, anh phải giải thích cho em một chút về cái phần float này. Float left ấy là nhảy sang bên trái, nhưng mà giả sử cái khối right này anh cũng float left thì có được hay không? Đấy, giả sử nhá, giả sử cái khối bên right này anh cũng float left thì nó có được hay không? Thì câu trả lời là vẫn bình thường các em nhá. Câu trả lời vẫn bình thường này. Đấy. Nhưng mà cái sự khác nhau của nó là gì? Cái sự khác nhau giữa float left và float right là gì? Đúng không? Thì bây giờ anh ví dụ nhá. Anh ví đây dụ là anh... vừa. Ơi. Đây là vừa đủ đúng không? Thì đúng mới rồi, nó... thì mới làm được thế, còn không thì nó vẫn trống ở phần giữa. Đúng rồi, chính xác bạn, đúng rồi. Nguyên nhân ấy ở đây tại vì sao anh dùng hai cái này đều float sang bên left cả đều đúng. Thì là hai cái đều nhảy bên trái cả nhưng nó vẫn giống nhau, nó không có gì thay đổi cả đúng không? Đấy, nhưng mà giả sử ở đây anh thay vì là ở cái khối right là nó có width là 300 pix, anh thay là bằng 100 pix đi. Anh thay 100 pix đi các em. Anh xếp lại này. Và anh quay trở về cái browser ấy. Đấy, thì anh thấy gì? Khi mà anh dùng float left ấy thì là cả hai khối đều nhảy sang bên left, đúng không? Đây, cái khối bên right của mình ấy nó chỉ có chiều rộng là 100 thôi thì nó cũng nhảy sang bên left. Nhưng mà bây giờ giả sử ấy là anh cho nó là float right đi. Anh xếp lại này. Đó. Thì các em thấy là gì? Bây giờ nó nhảy sang bên right rồi. Đúng chưa? Thì bây giờ các bạn thấy là cái sự khác nhau giữa left và right chưa? Hả các em? Float left thì nó sẽ đẩy dồn sang bên trái. Đúng không? Đẩy sang bên trái. Thì như vậy là thằng này nó sẽ, thằng right nó sẽ nằm sát cơ. Nhưng mà nếu mà nó float sang bên right thì nó sẽ nằm bên đây. Đấy. Nhưng mà đối với trường hợp của mình ấy thì là float gì cũng được vì nguyên nhân là gì các em nhỉ? Nguyên nhân là hai cái width cộng lại với nhau ấy thì nó đều bằng 1000 hết, thì nó đều full màn hình hết, thì là các bạn dù các bạn cho float left hay là float right thì nó vẫn giống nhau. Ok không? Nếu các bạn ok hiểu chắc một cho anh nào. Đấy, nếu bạn thực sự bạn hiểu chắc một cho anh nào.
Giang. Hoàng. Nhớ cho anh nhá, nhớ cho anh cái floor left và right nhá. Rồi, ok tất cả các bạn. Floor left nhảy sang bên trái, floor right nhảy sang bên phải đúng không? Đấy, nhưng mà đối trường hợp của mình là lúc lúc nào nó bằng nhau, cộng lại bằng nhau thì left hay right thì đều được. Đấy. Và muốn cho cái khối ở bên dưới nằm ở dưới hai cái khối được float đấy thì nó phải có thực tính là clipboard thì nó mới nằm dưới được. Đúng rồi, chính xác. Nếu như thằng left, thằng right này nó không có gì bao bọc cả. Còn nếu cái độ dài của nó vượt quá không vượt lót được em. Giả sử bây giờ nhá, giả sử bây giờ anh cho cái khối này là 320 bit ấy thì nó không thể nằm ngang nhau được. Đấy, em thấy không? Không thể nằm ngang nhau được này. Nhá, nó phải bé hơn. Đúng rồi Quang. Không không, không không phải đâu em, không phải đâu. Cái chiều rộng này là do mình tự quyết định. Chiều rộng này do mình tự quyết định nên là mình phải làm sao cho nó chuẩn. Được không? Có nghe là, ok, ở đây các em thấy là gì? Cái thằng container của mình là chiều rộng là 1.000 rồi. Thì cái chỗ này là mình phải căn làm sao cho nó cộng lại là không được quá. Nếu mà quá thì không thể dùng float được. Quá dùng float thì nó sẽ nằm ở bên dưới. Đấy, đấy chính là những cái đặc điểm của float. Còn anh bảo em nhá. Đối với cái việc mà mình dùng display flex ấy thì dù hai khối cộng lại lớn hơn thì nó vẫn nằm ngang nhau nhưng mà nó sẽ đè lên nhau. Được chưa? Anh ví dụ nhá. Đây này, các em lưu cho anh này, khi mà chúng ta dùng cái float ấy thì bắt buộc là hai cái chiều rộng nó cộng lại nó phải bé hơn hoặc bằng. Đúng không? Nhưng mà giả sử đối với trường hợp này. Bây giờ nhá, anh cho cái khối left và khối right này nó các bạn không phải nghĩ không không phải chép đâu, các bạn chỉ nhìn thôi. Anh có một cái khối deep bên ngoài của nó. Class là content này. Đấy. Thì đối với trường hợp mà có một cái gì bao quanh thì chúng ta có thể dùng cái gì các em nhỉ? Chúng ta có thể cho cái content này có deep là flex. Đúng không? Đấy. Anh có thể cho chấm này. Chấm content này là có display là gì các em nhỉ? Là flex. Và ở chỗ phần loạt flat này anh xóa đi. Đúng không? Anh xóa đi. Đấy. Ở chỗ này thì để xem nào. Chưa xếp. Đấy. Thì khi anh dùng display flex thì nó cũng nằm ngang nhau. Đấy, nhưng mà như cái bạn hỏi ấy, là giả sử bây giờ ấy là cái khối right anh cho lên là 400 như vậy nó vượt quá rồi đúng không? Cái khối right anh cho lên là 400 như vậy là 700 cộng 400 là 1.100, vượt quá rồi. Nhưng mà cái deep flex này nó vẫn cho phép nằm ngang nhau. Nhưng mà nó sẽ bị làm sao các em nhỉ? Bị đè lên nhau, được không? Đây các em để cho anh này. Đấy, thằng left này nó đang đè lên thằng right này. Left đang đè lên right này. Đấy nhớ, nhớ cho anh left đang đè lên right này. Thằng right của mình ấy có chiều cao là 400. À có chiều chiều ngang là 400, chiều rộng là 400. Đúng không? Còn bây giờ giả sử thằng left nhá, anh cho nó lên là 900 đi. Đây, lên 900 nào. Anh cũng chả biết nó đè như nào ấy. Width 400. Left right 900 này. Thằng này bao nhiêu? Đấy, nó vẫn bị đè nhau các em này, nó vẫn kiểu đè lên nhau này. Đúng không? Dù 900 cộng 400 nó vẫn hơn nó bằng 1.300 cơ mà. Đấy, nhưng mà nó vẫn nằm ngang nhau này thì có vẻ như nó vẫn đang bị đè lên nhau. Đấy. Nhá. Đấy, nói chung là chúng ta có một cái nguyên tắc như này khi mà dùng display flex ấy. Chiều cao khác nhau dùng display dùng clipboard. Có em ơi, vẫn nằm ở dưới nhá, vẫn nằm ở dưới em nhá. Không bị đè đâu nhá, không bị đè đâu nhá. Không bị đè đâu em nhá, vẫn nằm ở dưới. Còn còn của bạn bạn Quang bạn bảo là dùng cái float nó hiệu quả hơn ấy thì là tùy vào trường hợp em ạ. Nhá, tùy vào trường hợp là các bạn sẽ chọn là dùng float hay là các bạn dùng display flex. Dùng cái display flex ấy thì nó rất là dễ kiểm soát. Được không? Rất là dễ kiểm soát. Ừ đấy, nhá tùy nó dễ kiểm soát. Còn float thì nó hơi hơi khó kiểm soát một tí ấy, nhưng mà không sao hết, các bạn chọn cái gì cũng được.
nhá, nó sinh ra cho mình thoải mái mình lựa chọn mà. Đấy thì ok nhá, đóng bài này lại nhá các em nhá. Đây giả sử như bạn bảo ấy là bây giờ anh xóa cái thằng thằng content đi đúng không? Đấy mà bây giờ cái thằng left của anh cho chiều cao là bao nhiêu? Content anh xóa này. Đấy, đây float gì nhỉ các em nhỉ? Float right này. Thằng này là float left này. Đấy, mà bây giờ như bạn bảo ấy là giả sử như cái thằng right của mình ấy anh cho bây giờ là 600 đi. Em ơi, cái div này là một thẻ thuần. Cái nắp thì nói chung ấy là nó có rất là nhiều thẻ, được không? Không chỉ riêng mỗi thẻ nắp đâu, còn cực kỳ nhiều thẻ nữa. Các em thử lên mạng em search xem, rất là nhiều thẻ. Đấy, còn có bây giờ các em thử mở cái đề mới nó còn nhiều thẻ hơn nữa. Nhưng mà thẻ div là cái thẻ thuần nhất, là cái thẻ là mình có thể dễ dàng mình điều khiển nhất. Được không? Nhá, thẻ div là cái thẻ giống kiểu như nó một hình chữ nhật nguyên bản, nó không có thuộc tính thêm gì cả ấy. Còn như các bạn biết là gì? Giả sử nhá, như là các bạn dùng cái thẻ H1, H2 ấy, thì ngoài cái việc là ngoại nó có thêm thuộc tính riêng của nó đúng không? Cái H1, H2 ấy, nó có thêm thuộc tính riêng của nó. Hay là thằng UL, ấy, LI ấy, nó cũng có thuộc tính riêng của nó. Còn cái thằng thẻ div của mình ấy, nó đơn giản nó là một cái thẻ rất là thuần để mình dễ mình kiểm soát nó. Ok không? Ok không? Còn về bản chất nó vẫn kiểu kiểu giống nhau nhá, nó vẫn là hình chữ nhật thôi. Nó vẫn chỉ là hình chữ nhật thôi, nhưng mà khi mà em dùng thẻ nắp ấy thì nó sẽ có thuộc tính riêng của nó. Giống kiểu như các em dùng cái thẻ H2 ấy, thì nó sẽ có phải làm điều khiển cái gì đấy. Được chưa? Vì nó có thuộc tính riêng của nó. Đấy, nên là thường thường ấy là khi mà chúng ta thiết kế một cái web ấy thì thường thường là hay dùng thẻ div vì nó rất là dễ kiểm soát. Được không? Còn giả sử như các em dùng thẻ khác thì nó có thêm thuộc tính đấy rồi thì mình đỡ phải chỉnh đi. Như vậy là nó sẽ giúp cho mình gọi là làm việc ít hơn đúng không? Đỡ phải code CSS hơn. Đấy, nhưng mà ngược lại là chúng ta phải làm gì nhỉ? Phải hiểu về nó thì mới dùng nó. Được không? Nhá, nhớ nhá. Đấy, rồi. Chưa xếp à? Anh cái này anh cho là 700 nhá. Này là 300 này. Đây em. Ok chưa em? Đây này, hai khối này nó đều có nó có chiều cao là khác nhau này thì nó vẫn nằm ở dưới thôi em. Ở đây. Ok, câu hỏi của bạn rất là hay nhá. Chúng ta lại có thêm một lý thuyết nữa này. Ngoài cái việc mà clipboard ra ấy, này các bạn chú ý tranh này. Ngoài cái việc là clipboard ra ấy thì chúng ta còn có clip này. Đấy, rồi các bạn thử xem cho anh khi mà anh dùng clip nó sẽ như thế nào nhá. Đây, khi các bạn thử phân biệt cho anh cái sự khác nhau giữa clipboard với clip. Đấy, em thấy không? Khi mà em dùng clip ấy thì nó chỉ nằm ở dưới cái khối left thôi. Nằm ở dưới khối left này thôi. Còn cái khối right của em ấy nó vẫn bị đè lên đâu các em nhỉ? Khối right của mình nó vẫn đè lên thằng footer này. Đúng không? Còn nếu mà các em dùng clip right ấy thì nó sẽ nằm dưới đâu các em nhỉ? Thì thằng footer mình nó sẽ nằm dưới nào. Cũng như clipboard. Đúng rồi. Đấy nên là chính vì thế là chúng ta nên dùng clipboard để làm gì các em nhỉ? Tại sao nên dùng clipboard? Không bị đè. Vì giả sử như bạn như trường hợp của bạn ấy là có một khối ngắn, một khối dài thì nó sẽ nằm ở dưới cái khối mà có chiều dài là cái lớn hơn. Được không? Đấy nên chính vì thế là chúng ta nên dùng clipboard đấy thay vì là clip hoặc là clip right. Ok chưa? Nào thầy kiến thức này hay chắc một thầy nào. Đấy. Những cái này là những cái kiến thức nâng cao nhá. Rồi ok. Thế thì bây giờ học xong cái này rồi các bạn mở cho anh cái folder nhá. Open cho anh cái folder là folder PEHTMR Spring năm 2020 là cái đá lại này. Đấy. Được chưa? Còn cái này xong rồi. Trước khi vào cái đề kia anh phải giải thích cho bạn một tí về cái clipboard này. Đấy để vào trong đề này các bạn làm cho nó dễ chứ không là các bạn vào là bị ngợp ngay nhá. Ok chưa? Rồi. Thì ở đây là cái đề thi lại của mình ấy, nó có tổng cộng là 3 trang HTML. Đấy, các em biết là gì? Đề thi đi của mình ấy, nó chỉ cần là một trang thôi. Nhưng mà đề thi đá lại, nó lại có tận 3 trang cơ. Đấy, tốt nhất là chúng ta nhá, phải ôn thật tốt. Đúng không? Môn này nó vừa hay, nó rất là hay rồi. Các em thấy môn này học hay hơn Java không? Học hay hơn đúng không? Dễ hơn. Đấy, hay hơn dễ hơn thì chúng ta cố gắng nhá, để thi lượt đi cho nó tốt. Chứ mà thi lượt về và với tình trạng như này thì anh nghĩ rằng cái xác suất mà gặp đề khó rất là cao. Đấy, các bạn cứ nhìn cái đề Java các bạn biết. Đúng không? Các bạn cứ nhìn đề Java các bạn biết.
là cái đề này mình phải làm cho nó chắc và ôn phải thật là chắc vào. Đấy, được chưa? Bây giờ anh sẽ mở cái template lên cho các em xem này. Bây giờ chúng ta cần phải làm trang gì này? Đấy, hiện tại chúng ta có 3 trang, chúng ta phải hoàn thiện 3 trang các em nhé. Mở được source code lên chưa các em? Mở cho anh cái file là cái file đề thi gì đấy. Đây này, PEHTML này, Spring 2020 đá lại này. Đấy, đề lại các em nhé. Đấy. Thì việc của mình cũng hoàn thiện cái hai file, file JS và file CSS thôi. Khá là dễ thôi. Được không? Anh xem cái đề nó yêu cầu gì nào. Trắng xóa này. Đó thì mình làm trang gì trước các em? Anh làm trang này trước đi nhá. Anh làm trang này trước đi nhá các em nhá. Được không? Anh làm trang này trước nhá. Ở đây là mình cần hoàn thiện 3 trang. Đấy, trang này này, trang này này và trang gì nữa. Nhưng mà thực chất đấy, thực chất là đối với bài này các em, đối với bài này các em chỉ cần hoàn thiện CSS của 2 trang thôi. Nhá. Đối với bài này các em chỉ cần hoàn thiện CSS của cả của 2 trang thôi là được rồi. Còn cái trang này là nó tự ăn theo. Nhá. Thì bây giờ anh sẽ chọn cái trang này làm đầu tiên. Đúng không em? Anh sẽ chọn trang này đầu tiên nhá. Đấy thì bây giờ các bạn mở cái trang này nó là cái trang trang How to Grow. Đấy, trang này là trang How to Grow, các em có thể mở source code của cái trang How to Grow cho anh. Đây, How to Grow đây. Đấy, đây chính là cái cấu trúc HTML của mình. Đấy thì các em thấy là gì? Nó dùng thẻ lạ không? Đấy, nhưng mà thẻ này không phải thẻ lạ nhá, thẻ này là thẻ hiện đại đấy. Và bây giờ gần như là những cấu trúc của web mới nó đều dùng những thẻ footer này, thẻ section này hay thẻ header này nhá. Đấy, còn về bản chất ấy thì nó các em cứ coi nó như một thẻ div bình thường thôi. Nhưng mà ngoài cái của thẻ div ra ấy thì nó sẽ có những cái riêng của nó. Đấy. Nhưng mà yên tâm, những cái thẻ header này hay thẻ section hay thẻ footer này nó rất là thuần. Đấy, các em không phải lo lắng đâu nhá. Các em cứ coi nó là một thẻ div bình thường thôi. Đấy. Thì bây giờ ấy các em biết không, là chúng ta hay người ta hay dùng cái thẻ này này để cho thằng Google ấy nó tìm kiếm cho nó dễ. Thằng Google hay là thằng Bing của Microsoft ấy, đấy nó sẽ đọc được là à, cái chỗ phần này là phần tiêu đề của trang web của mày. Phần này sẽ là cái phần gọi là phần footer của mày, phần trang đáy của mày. Còn phần section ấy chính là phần nội dung của trang web của mày, thì như vậy nó sẽ tìm rất là dễ. Được không? Đấy, còn nếu mà các em cứ dùng thẻ div như này thì là ok thôi, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cái việc mà để đẩy lên Google mà cho nó tìm kiếm nó dễ thì nó hơi khó. Đấy, còn vì các em biết là gì? Tất cả đều thẻ div đúng không? Đều thẻ div thì nó sẽ không biết rằng à đoạn nào là cái đoạn là footer, đoạn nào là đoạn menu, đoạn nào là đoạn header, đoạn nào là nội dung. Đấy, nên chính vì thế là gì? Những trang web hiện đại nó đều có footer như này để thằng Google nó đọc được à, đây chính là footer của trang web của mày. Đây là header của trang web của mày. Cái section là cái nội dung của trang web của mày. Đấy. Còn đối với các em ấy, các em đang học ấy thì các em cứ coi cho anh những cái này là những cái thẻ div thôi. Ok không? Nào, ok chắn một cho anh nào. Hiểu chắn một cho anh nào. Đấy, kể cả nếp cái nắp này các em cũng coi là thẻ div cho anh. Không vấn đề gì hết. Rồi ok nhá. Rồi được rồi đấy. Đấy, hôm nay học được cái mới nhá, là khi mà mình dùng thẻ footer này để cho cái thằng Google đọc cho nó dễ nhá. Đấy. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào CSS mình điều chỉnh cho các em. Đây này, mình cứ làm từ trên xuống dưới thôi. Có phần header này nhá. Đấy, anh sẽ đẩy cái ảnh này lên trên một cái tool nào đấy. Anh sẽ đẩy lên cái tool gọi là Color Picker from Image này. Đó, anh sẽ đẩy cái tool này để anh lấy cái màu. Đấy, được chưa? Anh sẽ cho thằng header của anh chỉnh từ trên xuống dưới cho các em. Header của anh thì nó sẽ có background color là màu này, anh gửi cho các bạn rồi đấy. Đấy, anh sẽ đi từ header này. Anh hỏi các em có phải chấm header không? Hay là chỉ cần header như này thôi? Nào, có phải chấm header không các em? Hay là chỉ cần header thôi? Header thôi. Ừ, header thôi đúng không? Vì nó là thẻ header mà. Đúng rồi, anh sẽ cho nó là width là bằng 100% này. Đấy, hai thì anh để là tầm khoảng độ là 200 px đi. Đấy, và nó sẽ có một cái background color là cái màu mà anh vừa gửi cho các em đấy. Đấy, rồi đợi anh một tí, anh xếp lại xem nó đã ổn hay chưa đã. Chạy lên xem nó đã ra được cái gì đã.
Đấy. To quá không? Từ từ nha các em nhá, các em bình tĩnh nhá. 200 thì hơi to. 200 hơi to các em ơi. Tầm khoảng độ 120 thôi, 120 là đẹp rồi. Đấy. 120 đẹp rồi. Đấy, thằng header của mình ấy nó có width là 100%, height là 120px, background color là màu này. Được chưa? Đấy, chỉnh header rồi, chỉnh cái gì nữa các em? Header rồi chỉnh cái gì nữa? Chỉnh header rồi chỉnh gì nữa? Đúng rồi, mình phải chỉnh cái này này, đúng không các em? Đây này, từ cái đoạn này này mà làm sao để cho nó được như cái này thì là ok. Đó, thì đầu tiên mình phải xóa cái dấu gì các em nhỉ? Ở đây có dấu chấm đúng không? Thì mình phải xóa dấu chấm đi. Thế hỏi các em xóa dấu chấm thì là dấu chấm này dấu chấm của cái gì? Hỏi các em dấu chấm này dấu chấm của cái gì? Nào dấu chấm đen đen này này. Không phải LI Bình ơi. Đúng rồi, UL. Các em có nhớ hôm trước mình học là mình có hai thẻ, một là thẻ UL, hai là thẻ OL không? Thẻ UL của mình nó là dấu chấm, còn thẻ OL là cái gì nào? OL là cái gì nào, bạn nào chat cho anh nào? Đúng rồi, là số. Chính vì thế là gì? Khi mà mình muốn xóa cái dấu chấm này này thì phải xóa dấu chấm của thằng UL. Được chưa? Nhớ nhá, không phải là dấu chấm của LI đâu mà là dấu chấm của UL. Đấy, thì bây giờ anh đi từ đâu nhỉ? Anh sẽ đi từ header này. Header đi vào nắp, đi vào UL. Header này, đi vào nắp này, đi vào UL này. Đây cái thứ nhất đúng không? Đấy, anh sẽ cho cái list style là bằng none, tức là cái style của cái thằng UL này là không có gì cả, nó không có dấu chấm gì hết. Được không? Đấy, xếp lại này. Đấy. Mất rồi, mất dấu chấm rồi các em, mất dấu chấm rồi này. Mất rồi đúng không? Mất dấu chấm rồi. Đấy. Xong rồi bây giờ nhá, anh sẽ chỉnh tiếp tục, anh sẽ chỉnh tới từng cái thẻ LI nhá. Anh sẽ chỉnh tới từng cái thẻ LI các em nhá. Header đi vào nap, đi vào UL, đi vào LI này. Rồi anh sẽ cho cái màu sắc, tức là cái màu của chữ là màu trắng. Đấy, màu white này, màu trắng này các em này. Màu trắng này, xong rồi các em nhìn cho anh cái font chữ mình nó rất là to đúng không? Font size này anh cho tầm khoảng độ là 25 px đi. Đấy, xếp lại nhá. Rồi quay trở về browser, anh check xem là nó như thế nào rồi. À, anh xin lỗi các bạn. Vẫn chưa được. Các bạn biết là tại vì sao ấy? Anh chỉnh cái color này là màu trắng mà nó vẫn không nhận không? À, các em biết vì sao anh chỉnh ở đây là màu trắng nó lại không nhận không? Thì ở đây các em lưu ý này, các em quay trở về trang HTML này. Thì ở bên trong thẻ LI ấy, thì chúng ta có thẻ A. Không, ở bên trong thẻ LI của mình nó là thẻ A. Thì cái màu xanh này này các em này, cái màu xanh này này, màu xanh này là màu xanh của thẻ A. Đúng không, màu xanh này là màu xanh của thẻ A. Chính vì thế là chúng ta phải đi vào đâu? Đi vào LI vẫn chưa xong đâu, mà chúng ta phải đi vào thẻ A. Đấy, đúng rồi. Đấy, đi từ header, đi vào nắp, UL, LI đến thẻ A. Đấy, như vậy mới là màu trắng này. Đấy chưa? Ở đây có hai cách các em nhá. Ở đây anh có hai cách giới thiệu nhá. Khi mà các em, một là các em đi vào thẻ A ấy, thì em phải đi từ header, đi vào nắp, đi vào UL, đi vào LI, đi vào thẻ A, đi theo tuần tự đúng không? Cách thứ hai là các em đi một phát luôn vào thẻ A luôn, cũng ok luôn, không vấn đề gì hết. Được chưa nào? Đấy, cách thứ hai các em đi một phát vào thẻ A luôn cũng ok luôn. Được chưa? Cũng ok luôn nhá. Đấy. Cho các em tiết kiệm thời gian. Và bây giờ anh muốn là cái dấu gạch chân này nó mất đi thì dùng cái gì hả các em? Anh muốn dấu gạch chân này mất đi dùng cái gì nào? Đúng rồi, chính xác, dùng cái text decoration là bằng none. Được chưa? Đấy, mất dấu gạch chân rồi. Đấy, xong rồi bây giờ ấy, anh muốn cho cái bọn này nó nằm ngang thì dùng cái gì? Muốn cho những thẻ LI nằm ngang thì mình dùng cái gì hả các em? Vẫn có hai cách nhá, một là dùng float, hai là display flex đúng không? Long cái gì display flex long nhỉ? Long nhỉ, cái gì display flex nhỉ? Không phải thẻ A em ơi. Bao quanh của nó là cái gì? Bao quanh của nó là display flex mà. Cái gì bao quanh? Đúng rồi, chính xác, UL. Đấy. Khi mà mình dùng cái display flex này là display flex của cái bao quanh nó, đúng không? Đấy.
Rồi quay trở về browser này, nhưng mà khi mà các em dùng như này thì có vẻ sai rồi. Các em xem tại vì sao sai, các em xem đúng thứ tự chưa? Nào, thứ tự của ảnh với thứ tự của mình đúng chưa các em? À, các em thấy đúng thứ tự chưa? Sai rồi đúng không? Ở đây cái chữ portfolio của anh ấy là nó đang nằm đầu, nhưng mà ở theo yêu cầu đề bài nó nằm cuối. Chữ about me nằm đầu, how to grow nằm thứ hai cơ. Thì hiện tại là khi mà anh dùng cái deep reflect này là không được rồi. Đấy, xóa đi. Đấy, thì bây giờ quay trở về dùng cái gì các em? Bây giờ anh muốn chữ gì các em nhỉ? Bây giờ anh muốn là chữ about me đứng đầu, đúng không? About me đứng đầu, xong rồi đến cái này và cái portfolio đứng cuối, thì mình phải float sang bên nào? Các em thử suy nghĩ cho anh là float sang bên nào nào, bên left hay bên right nào? Và tại vì sao nào? Bây giờ dùng deep reflect không được rồi, mà dùng float đúng không? Thì anh hỏi các em là float left và right. Bạn Hoàng thì là bảo left, bạn Giang thì là bảo right. Thì tại vì sao là left, tại vì sao là right? Các em thử bật mic lên trả lời cho anh xem nào. Nào, các em thử bật mic lên trả lời cho anh xem là mình nên dùng left hay là nên dùng right nào, để cho đúng thứ tự nào. Nên dùng right bởi vì nó sẽ đảo ngược lại anh ạ. Đúng rồi, chính xác là phải dùng right các em ơi. Phải float sang bên right để làm gì? Cái này nằm ngoài cùng mà, cái này nằm ở đằng sau cùng mà các em. Đây nhá, anh mở cho em cái này nhá. Cái portfolio của mình nó nằm ở ngoài cùng bên phải, thì cái thằng này nó phải được nhảy sang bên right trước, đúng không? Rồi đến tiếp tục thằng how to grow nhảy sang bên phải, và cuối cùng là thằng Aomi là mới nhảy sang bên phải cuối cùng. Như vậy chúng ta mới có là thứ tự là thằng này sang bên phải đầu tiên, đến thằng này đến thằng này, thì nó mới nằm đúng được. Còn nếu mà các em cho float left ấy, thì lại thằng portfolio lại nhảy sang bên left đầu tiên, đúng không? Đến thằng này đến thằng này, như vậy là sai rồi. Đấy, chính vì thế là chúng ta phải cho float right chứ không phải là float left nhá. Đấy, thì float left là float thẻ A. Kem cho anh là float right thẻ A. Đấy, có hai cách. Một là kem float right thẻ A. Hai là kem sẽ dùng float right cái gì kem nhỉ? Cái LI. Được không? Có hai cách kem nhá. Một là float right thẻ A, hai là float right LI, thì cái nào cũng được. Đấy, ở đây anh dùng float right là thẻ A. Đấy, rồi quay trở về browser này. Ok chưa? Ngon lành chưa các em? Đấy, làm được một công mấy việc luôn, đúng không? Một công mấy việc luôn. Thì bây giờ anh hỏi các bạn này, anh muốn cho cái cụm này ấy, nó cách ra xa nhau thì mình phải dùng cái gì? Anh muốn cho những cái chữ này nó cách ra nhau ấy. Nào bình tĩnh nào các em. Cách ra xa nhau cơ mà, tức là những cái chỗ phần này viền viền đấy cơ mà. Đây này, là cái màu này cơ mà. Mặc green chứ. Ừ, phải mặc green chứ, đúng không? Bây giờ anh muốn những cái chữ about me rồi cách chữ how to grow rồi portfolio này mình dùng margin chứ, đúng không? Đấy, thì anh sẽ dùng margin left này nhá. Cũng có hai cách em nhá, em dùng margin left của thẻ A hoặc là em dùng margin left của thẻ LI, cái nào cũng được. Anh cho margin left là bây giờ tầm 20 pix đi. Đấy, 20 pix này, ổn chưa các em? Ổn rồi đúng không? Đấy, tiếp tục là anh cho chữ này nó phải nằm ở bên dưới đáy thì nó không có float button đâu các em. Đây không biết là có bạn nào đang suy nghĩ là tới cái việc là float button thì nó không có luôn nhá. Không có cái float button đâu. Được không? Nó không có nhảy xuống dưới đâu. Mà bây giờ các em phải chỉnh margin bên top rồi, có nghĩa là bây giờ em phải chỉnh khoảng cách của thằng này với bên top là bao nhiêu. Đấy, các em có thể chỉnh margin top này. Các em cho tầm khoảng độ là 80 pix xem nào. Đấy. Tầm đấy là đẹp. Đấy, có nghĩa là khoảng cách của thằng này với top là bao nhiêu, được chưa? Còn nó không có float xuống bottom đâu. Đấy. Ok chưa các em? Ok chưa? Ở đây anh nhắc lại một cái vấn đề nhá. Đối với trường hợp ấy mà các em dùng margin top mà nó không ăn ấy, nó không ăn margin top ấy, thì nhớ rằng là mình phải thêm một cái thuộc tính là deep play cái gì các em nhỉ? Nếu mà dùng margin top không ăn thì thêm một tính là gì? Deep play. Đúng rồi, chính xác, bạn Định Bình là đúng, là inline block. Đấy. Nhớ chưa? Khi mà các bạn dùng cái thẻ A ấy, thẻ B hay là thẻ H1, anh xin lỗi các bạn, khi mà các bạn dùng thẻ H1, H2, thẻ B ấy, thì cái margin này nó không ăn đâu, đúng không? Đấy, mà mình phải thêm thuộc tính là gì? Display inline block thì nó mới ăn được. Đó, còn đối thẻ A này thì có vẻ như không cần, đúng không? Đấy, nên chúng ta linh động nhá. Rồi, ok này. Thì bây giờ nhá, là các bạn thấy là gì? Bao quanh bởi cái chữ bao mây của mình ấy, nó có cái gì các em nhỉ? Nó có background là màu gì đấy? À các em, bao quanh chữ bao mây của mình nó có background là màu vàng đúng không?
Đấy thì tốt nhất là chúng ta nên lấy mã màu của nó cho nó chắc. Cái gì mà làm được cẩn thận thì cứ làm, không đấy thôi không vấn đề gì hết, không ai trừ điểm các em đâu mà lo. Đấy, rồi thì bây giờ nhá, anh sẽ cho background của cái gì màu vàng hả các em? Thì câu trả lời vẫn là background color của thẻ A là màu màu vàng, đúng không? Màu vàng. Đấy, ok chưa? Nhưng mà như này chưa đủ, đúng không? Các em thấy là gì? Cái chữ của mình ấy, cái chữ của mình nó cách so với cái mép của mình một khoảng cơ, nó không phải nằm sát như thế này. Thì bây giờ làm sao để chỉnh cho nó cách ra được các em? Anh không muốn cho nó nằm sát thì phải làm thế nào để cho nó cách ra được? Đúng rồi, bây giờ là phải dùng padding các em nhá. Các em nhớ cho anh nhá, padding là khoảng cách của nó với phần tử bên trong nó, đúng không? Ở bên trong thẻ A của mình ấy nó có một dòng chữ, đúng không? Ở bên trong các em cứ nhớ nhá cho anh này, ở bên trong thẻ A của mình anh có chữ. Thì bây giờ anh muốn khoảng cách giữa cái chữ đấy với cái thẻ A của nó, đúng không? Thì mình phải dùng padding của thẻ A. Đấy, được chưa? Thì bây giờ anh sẽ dùng padding này. Padding anh để là 10 pix. Thì anh hỏi các em nhé, khi mà anh viết padding 10 pix như này thì có nghĩa là gì? Đấy. Ôi dồi ôi, 10 pix hơi to rồi. Một là 10 pix hơi to, hai là cái chỗ mà kiến tốt mà các em cho anh tầm 60 thôi. 70 đi. Đấy, ở đây các em chỉnh lại một tí cho anh này, ở đây các em chỉnh lại một tí cho anh này. Các em chỉnh lại margin top ở trên đây là 70 pix và cái padding các em để là 10. Ở đây anh thấy một bạn vừa trả lời là khi mà anh để padding như thế này ấy, bạn Hải Anh bạn trả lời là bottom và top thì như vậy là chưa đủ đâu. Khi mà anh dùng padding là 10 pix như thế này ấy, thì có nghĩa là padding của mấy phía? Một phía anh. Bốn phía. Ở đây nhá, khi mà anh dùng padding là 10 pix như này ấy, thì có nghĩa rằng là padding top, padding bottom, padding left, padding right đều bằng 10 pix. Được chưa? Còn nếu mà giả sử anh ghi ở đây là 10 pix, 20 pix ấy, thì nó sẽ hiểu rằng là top và bottom là 10 pix, có nghĩa là trên dưới là 10, trái phải là gì các em nhỉ? 20. Đúng rồi, nhớ cho anh nhá. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn chỉ chỉnh là mặc padding left hay là padding top hay là padding button thôi thì các em sẽ gọi trực tiếp tới nó. Nhưng mà ở đây anh viết tắt, anh ở đây anh thấy là có vẻ như là thằng này nó cách bốn phía giống nhau. Đây các em xem cảnh cho anh này. Anh thấy là hình như thằng này cách top cũng tầm bao nhiêu đấy, cách button tầm bao nhiêu đấy, cách left and right cũng kiểu như nhau. Thì anh dùng một cái thôi là 10 pix thôi thì như vậy là tất cả ăn đều cả bốn hướng đúng không? Cả bốn hướng đều ăn là 10 pix. Đấy, ok chưa? Nhớ nhá, cái này ý, nó sẽ không làm khó cho các em trong cái đề thi PE, nhưng mà trong đề thi FE nó sẽ là một câu chắc chắn luôn, nó sẽ hỏi các em là padding này có nghĩa là gì. Đấy, các em một những kiểu đáp án A, padding left là 10, B, top button là 10, padding C, left right là 10, đáp án D là top left, right left gì đều là 10 hết, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu chúng ta mới chọn được đáp án nhá, nhớ nhá. Đấy, còn nếu mà anh để đây là 10 pix, 20 pix thì có nghĩa rằng ấy là trên dưới thì là 10, trái phải thì là 20. Đấy, còn nếu mà chỉ là để 10 không ấy thì cả bốn phía đều là 10 pix. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ tiếp tục này. Tiếp tục này, như vậy là ổn rồi đúng không? Tiếp tục các em thấy là gì? Ở đây là nó sẽ bao cái có nghĩa là cái thẻ ao mình nó bao tròn đúng không? Nhưng mà nó có bao tròn bốn hướng không? Nào bạn nào để cho anh nó bao tròn bốn hướng không? Không ấy, nó chỉ bo tròn bên này thôi đúng không? Thì mình có dùng được thuộc tính là border radius không? Anh có không dùng được border? Đúng rồi, không dùng được đúng không? Khi mà anh dùng border radius ấy thì nó sẽ bo tròn cả bốn phía. Đấy, như vậy là dùng border radius là không ổn rồi, mà phải dùng cái khác. Border top. Đấy, đúng rồi, chính xác. Thì bây giờ các em thấy là gì? Ở cái chỗ phần này ấy, là top và left, phần này là gì? Top và right. Thì anh chỉ dùng border radius của top và left, border radius của top và right thôi, đúng không? Thì các bạn cứ gõ thì nó sẽ tự đề xuất cho các bạn thôi, không phải ấy đâu, không phải lo đâu. Đây anh gõ này, border radius này. Nhưng mà radius của gì các em nhỉ? Đấy. Radius của top và left và top của right đúng không? Đấy là 5 pix này. Rồi border cái gì đấy của top và gì các em nhỉ? Và right đúng không? Là 5 pix.
Đấy, các em thấy đề thi đi nó đề thi đá về nó khó, nó khó hơn rất là nhiều so với cái đề thi các bạn đá đi nhá, lúc đi nhá. Đấy, riêng cái khoản này là nhiều thằng chết rồi, nhiều thằng mà không học thì không biết này. Nhưng mà nếu bạn nào mà biết Google thì chắc là cũng được, còn bạn nào mà Google được thì chắc là cũng làm ngon lành thôi. Đấy, còn bạn nào không Google được thì lại phải chấp nhận thôi. Đấy, đề thi đi, đề thi lúc về rất là khó nhá. Năm vế hơi hơi nhỏ các em ơi, cho anh tầm 10 đi. Ok đấy. Ok, như vậy là mình xong được cái gì rồi các em? Mình xong được cái gì rồi nhỉ? Xong được cái gì rồi? À, các em xong được cái gì rồi? Phần đầu. Đúng rồi, xong được header rồi đúng không? Xong header rồi, bây giờ tiếp tục nhá. Tiếp tục là mình sẽ đi xuống cái phần gì nhỉ? Phần bên dưới, phần section của mình ấy, nó có class là how to grow đúng không? Thì may mắn rằng à chỗ này thì có vẻ như là dễ rồi này. Các em thấy là gì? Ở chỗ này của mình ấy là bốn đoạn chữ này, đây là bốn đoạn chữ này đúng không? Đấy, nhưng mà đề bài nó yêu cầu mình ấy là gì các em nhỉ? Là bốn đoạn chữ này nó phải nằm ngang nhau đấy đúng không, ngang nhau này. Thì bây giờ anh hỏi các em có dùng được display flag không? Được anh, Được đúng không? Vì sao? nó có một cái bao bao ngoài. Đúng rồi, chính xác, nó có một cái bao quanh nhá, bao quanh này đó. Thì ở đây này chúng ta có thể chỉnh section hoặc là chỉnh theo cái gì các em nhỉ? Chỉnh theo thẻ section là chỉnh theo cái gì? Class. Đúng rồi. Và các bạn lưu ý cho anh, ở đây các bạn phải chỉnh theo class rồi. Các bạn biết vì sao chỉnh theo class không? Vì ngoài trang này ra ấy, chúng ta còn hai trang nữa. Ở đây các em thấy cái gì? Anh mở thêm một trang nữa thì nó cũng có những cái thẻ section và cũng có class riêng của nó. Chính vì thế nếu mà các em trỏ vào section ấy, các em chỉnh ở section ấy thì là nó sẽ ăn ở cả ba trang luôn. Vì cả ba trang này đều dùng chung một cái file CSS. Được chưa? Đây là cái nó lừa mình nhá. Đây là cái mà mình phải cẩn thận lúc lúc thi. Đấy, thằng header này thì là chắc chắn là mình phải dùng header rồi vì nó không có gì riêng cả đúng không em? Nó đều dùng chung header cả. Đấy, nó đều dùng header cả các em này. Đấy, hay là kể cả footer này nó cũng dùng chung này, không khác gì cả. Nhưng mà khi mà các em nếu mà giả sử ở cái chỗ này các em dùng section các em chỉnh ấy, các em chỏ section các em chỉnh ấy thì nó sẽ ăn cả ở chỗ này và chỗ này, như vậy là không ổn rồi. Đấy, chính vì thế là đối với trường hợp này là chúng ta phải chỉnh theo class của nó là how to grow. Đấy, nên là chúng ta phải để ý nhá. Được chưa? Chúng ta phải để ý. Bây giờ anh phải chỉnh theo class rồi, không phải chỉnh theo thẻ nữa. Đấy. Thì bây giờ đơn giản là anh cho cái này là display là gì các em nhỉ? Là flex thôi đúng không? Đấy, còn cái chỗ thẻ P của mình, các em thấy là gì ở đây nhá, lưu cho anh này. Thẻ P của mình ban đầu nó dài full nhưng mà bây giờ anh sẽ cho một thẻ P của mình ấy, nó có chiều ngang tầm khoảng độ 20% thôi. Đấy, bắt đầu nó như thế nào các em nhỉ? Bắt đầu nó full này. Nó full màn như này. Đúng không? Full màn như này. Đấy. Nhưng bây giờ anh muốn là thứ nhất là mình cho nó nằm ngang nhau rồi. Ngang nhau rồi nhưng mà nó phải chiều rộng, nó phải nhỏ nhỏ thôi đúng không? Nó tầm 20% thôi. Đấy. Chính vì thế là gì chỗ này ấy là từ chấm này, how to grow này, đi tới thẻ P này thì từng thẻ P ấy, anh chỉ cho width nó tầm bao nhiêu các em? Width anh cho tầm khoảng độ là 20% thôi, tức là nó chỉ bằng 20% của thẻ gì các em nhỉ? Của cái how to grow mà thôi. Đấy, how to grow anh cho biết là 100% đi. Tức là full màn hình các em. 100% thì là full màn hình, đúng không? Đấy, quay trở về về chôm nhanh chạy lại cho em xem này. Đấy. Ổn chưa? Ổn chưa các em? Ổn chưa? Ổn rồi đúng không? Bây chỉnh viết thôi, chỉnh cho nó vào giữa thôi. Chỉnh nó vào giữa thôi mà. Đấy. Được chưa các em? Được chưa? Được chưa? Bây giờ thẻ P của anh nhá, anh nghĩ là chúng ta nên thêm một cái border đi. Đấy, trước khi cho nó vào giữa chúng ta thêm một cái border đi, một px này. Solid này, màu gì nhỉ? Hình như là màu này luôn các em này. Cái màu xanh xanh này này. Đấy, đây là border của nó nhá. Vì sao các em nhỉ? Vì ảnh của nó có border mà. Em để ý cho anh này, ảnh của nó có border màu xanh xanh này này. Thì anh thêm border cho nó đúng không? Đấy. Và border này nó phải như thế nào các em nhỉ? Nó có vuông như này, vuông vức như này không hay là nó phải 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 bó tròn? Trò này Ừ, bo tròn thì dùng là border radius đúng không? Anh cho tầm khoảng độ là 10 px chẳng hạn. Đấy. Và nó cách ra sau nó cách ra nhau nữa. Cách ra nhau thì dùng cái gì các em? Cách thì dùng gì? Padding hay margin? Hả các em? tạo mặt in Đúng rồi, khoảng cách giữa những cái này phải dùng margin. Nào sao bạn 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 Hoàng bị lộn đấy nhỉ? Em ơi,
bây giờ những cái thẻ P này của mình ấy nó cách nhau ra đúng không? Đây này, thì mình phải dùng margin chứ em. Đây này, margin là khoảng cách giữa hai phần tử mà. Đây khối này khoảng cách giữa khối này là phải dùng margin chứ, đúng không? Đấy, anh cho tầm 20 pix đi. Đúng rồi, khoảng cách giữa thằng này với thằng này mình phải dùng margin chứ. Ghi lại cho anh nhá. Ghi lại cho anh nhá. Cái này không khó đâu, nhưng mà em bọn em bị lẫn lộn thôi. Đấy, nhá. Phải dùng margin chứ. Rồi. Bây giờ bắt đầu mới dùng banding này em này. Margin là khoảng cách giữa những thằng này với nhau. Đúng rồi, banding là khoảng cách của nó với phần tử bên trong nó. Bây giờ anh sẽ dùng banding cho em xem này. Các em để ý cho anh này. Anh dùng margin ấy thì nó cách xa nhau rồi, nhưng mà các em thấy là gì? Cái khoảng cách giữa cái mép này với cái phần tử bên trong nó ấy, thì nó có sát nhau như này không? Nó có sát như cái chỗ mình cốt không, hay là nó phải như thế nào? Hả các em? Nó có sát như này không, hay nó như thế nào? Cái chữ bên trong này này. Cái chữ bên trong này nó cách top một khoảng đúng không? Cách top một khoảng, cách left một khoảng và cách button một khoảng. Đúng không? Đây này. Ừ đấy, thì mình dùng cái gì? Bây giờ mình dùng cái gì? Hả các em? Padding. Đúng rồi, bây giờ mình dùng padding. Padding là khoảng cách của cái khối này với phần tử bên trong nó. Thì bây giờ các em muốn cho cái chữ ở trong khối này mà cách với thằng này thì mình phải dùng padding của cái khối bao quanh nó đúng không? Là cái khối này này. Đấy thì padding top, padding right và padding bottom. Đó, bây giờ mới dùng padding này. Đấy. Padding top anh cho tầm 10 px này. Padding left anh cho tầm 10 px này. Và padding bottom anh cho tầm khoảng độ 40 px. Đấy, hay 80 đi các em, 80 px đi. Đấy, không có padding right đâu nhá. Đề bài nó yêu cầu là gì? Chỉ có cách top, cách left và cách bottom thôi, các em nhìn các em thấy. Không có cách drive đâu. Được không? Không cách drive đâu. Ok chưa? Các bạn làm được đây chưa? Nào bạn nào mà ra được kết quả thì chạy chat một cho anh nào, ra kết quả như này cho anh rồi chat một cho anh nào. Nào các bạn nào. Ok, ok Giang, ok Hoàng, ok Hải Anh, ok Bình, ok Công, ok Dương, ok Long. Ok chưa các em? Ok chưa? Đấy và bây giờ cho vào giữa được đúng không? Cho vào giữa được thì các em chỉ cần dùng cho anh thuộc tính như thế này nhá. Đối với cái trường hợp là display flag ấy thì các em muốn cho cái khối của mình vào giữa các em chỉ cần dùng thuộc tính là justify, content là bằng center là xong. Đấy. Nhá. Đối với trường hợp ấy, nhưng mà cái justify content này ấy, nó chỉ áp dụng được cho display là flag thôi. Cái justify content chỉ áp dụng được cho display flag thôi. Đấy, có nghĩa là hai thằng này lúc nào nó cũng đi kèm với nhau. Các em dùng display flag thì mới dùng được cái này. Đấy, còn nếu mà dùng cái khác thì không dùng cái này. Được chưa? Nếu mà dùng cái khác không dùng cái này nhá. Thế cái tech align ấy không được anh. Không, tech align không ăn được anh ạ. Tech align chỉ ăn được với thẻ của tech thôi, với ảnh thôi. Thẻ của tech giống như thẻ H2 này, H1 này, thẻ P này thì là tech align ăn được. À, từ từ. Ở đây không ăn được đâu anh em nhá. Ở đây vấn đề của mình ấy là cái how to grow của mình ấy là nó display flag rồi, mình không thể dùng tech align đâu. Nhá. Khi mà mình đã dùng cái display flag này mình không được dùng tech align đâu, mà mình phải dùng cái này, justify content là bằng center. Đấy, đây là lưu đặc biệt cho anh nhá. Cái justify content lúc nào nó cũng đi cùng với display flag khi mà các em muốn cho gì để vào giữa. Được không? Đấy, đây những cái đi kèm với nhau nhé. Bạn nào cần thì nốt lại cho anh. Không cần thì hôm sau mà thi mở code ra xem lại. Nhá, chia folder riêng cho anh. Đấy, folder là chỗ này này là bài 1, bài 2, bài 3 này, chia folder cho anh. Cần thì lấy ra xem lại. Đấy, ok chưa? Vào giữa hết chưa các em? Này là ổn chưa? À các em ổn chưa? Ổn chưa? Ổn rồi thì còn mỗi cái gì nữa là xong. Còn gì nữa là xong các em nhỉ? À các em, còn gì nữa là xong thôi. Footer đúng không? Đấy. Đấy, chấm footer này. Footer nhá, thì anh sẽ cho cái hai tầm khoảng độ là 100 px đúng không? Width thì là 100%. Đấy, xong anh có background color này. Là màu gì? Màu gì thì anh lên đây anh lấy. Anh lấy màu này. Đấy, là màu này này. Cái này dễ mà đúng không? Cái lấy màu này dễ mà. Đấy.
Không ăn à? Nó dậy nhỉ? Ai xin lỗi, có chấm, có phải chấm footer không em? Nào footer, mình phải chấm footer không? Không. Ừ, cái này là thẻ footer thôi, thì các anh chỉ cần để footer thôi, được không? Đấy. Ok rồi, bây giờ muốn cho chữ vào giữa như bạn nói khi nãy là gì nhỉ? Bạn nhờ? Em nhờ? Bây giờ muốn cho chữ vào giữa dùng cái gì nhỉ? Take a line. Đúng rồi, take a line là center, đấy. Còn nếu mà các bạn dùng cái display flag này thì phải đi kèm với cái này. Đấy chưa? Nhớ cho anh nhá. Đấy, xong rồi bây giờ các bạn cho cái này nó đi vào giữa thì tùy các bạn thôi, các bạn thích dùng cái gì bạn dùng. Đúng không? Các bạn dùng cái gì cho vào giữa các bạn dùng. Nhá. Anh thích anh dùng quanh bát đỉnh top thì cho nó nhanh, mất thời gian để còn làm JS nữa mà. Đấy. Nhá, cái này tùy các bạn nhá, các bạn dùng nhiều cái, các bạn chỉ dùng margin, các bạn chỉ dùng padding, được chưa? Anh dùng padding top của thẻ footer. Thì padding top nguyên tắc là nói gì các em nhỉ? Padding top là khoảng cách của footer với phần tử bên trong nó. Thì anh dùng padding top là ok thôi. Đúng chưa? Padding top là ngon ngay. Đấy. Nhá, như vậy là chỗ này hiện tại anh mình là được 2,5 điểm CS rồi. Đấy, thấy căng không? Thế đề thi đá lại căng không? Nãy giờ làm mới được 2,5 điểm của CS thôi. Nhá, 2,5 điểm thôi. Đấy, nếu mà các bạn hoàn thiện được cái trang này rồi, chắc một trang để chúng ta chuyển tiếp trang nữa. Đấy, để nhanh nhanh để còn làm JS nào. Rồi, một bạn ok Long, hai bạn Giang, ba bạn Công, bốn bạn Dương. Ô thi cái này nó chia ra từng phần đấy. 5 bạn Hoàng, 6 bạn Hoàng, 7 bạn Hải Anh, 8 Bình. Đúng rồi em, 9 Đình Quang. Chia từng phần cho em. Tức là chia ra thi của CSS riêng, thi của JS riêng. Không, ý là 90 phút thì là đây, em thấy là gì? Ở đây mình có hai file mà, một file là CSS, một file là JS mà. CSS của mình 5 điểm, JS của mình 5 điểm em. Ờ, chấm theo từng mức chứ sao chấm riêng em. Chấm theo từng mức chứ em làm đến đâu chấm đến đấy chứ. Ờ, 90 phút, à 120 phút anh xin lỗi. Anh sửa 120 phút. 120 phút làm thoải mái. Làm không bao giờ hết được giờ đâu. Trừ khi là mình không biết mình không làm được thôi, chứ biết là sẽ làm được. Ôn hết đề đi, ôn hết đề là được. Đấy. Đây nhá. Đây là trang gì các em nhỉ? How to grow đúng không? Bây giờ tiếp tục cái trang about me ấy, cái trang about me các em này. Các em click vào chữ about me này. Thì cái trang about me mình không cần phải làm gì cả. Đấy, sướng chưa? Tuy rằng nhá là đề bài nó cho 3 trang nhưng mà mình chỉ cần làm 2 trang thôi. Đấy, About Me không cần phải làm gì cả. How to grow thì làm xong rồi. Bây giờ còn mỗi trang portfolio này. Đấy, cả đống ảnh các em này, các em thấy này, trang portfolio của anh này, rất là nhiều ảnh đúng không? Thì bây giờ tiếp tục tới cái trang là trang portfolio. Ok chưa? Đấy, nhá, portfolio này .html này. Thì ở đây các em phải để ý trang cấu trúc. Thứ nhất, chúng ta có thẻ header đúng không? Thứ hai, chúng ta có thể section class là left. Thứ ba, chúng ta có thể section class là right. Chúng ta có footer. Đấy, footer. Thì bây giờ các bạn sẽ làm như thế nào? Có phải là đâu đấy các em nhìn cho anh cái template này. Đây, thì bây giờ thằng này là phải nhảy sang bên trái, thằng này phải nhảy sang bên phải. Mà không có gì bao quanh cả thì phải dùng cái gì các em? À các em, thằng này bên trái, thằng này bên phải mà không có gì bao quanh cả thì phải dùng float thôi. Đúng không? Phải dùng float thôi. Nhưng mà trước khi dùng float thì chúng ta cần phải làm cho những cái ảnh này nó nhỏ lại đã. Hiện tại ảnh này nó đang rất là to, mình phải cho nó nhỏ lại đã. Nhá. Được không nhỉ? Thì bây giờ anh sẽ đi từ right đi vào trong image để anh cho ảnh này nhỏ lại đã. Rồi làm gì thì làm. Đấy. Bây giờ cho ảnh nhỏ lại thì mình mới nhìn được. Đấy, các bạn đi từ đâu nhỉ? Các bạn chấm right này. Đấy, đi từ right, được chưa? Đi từ right cho anh. Anh sẽ cho đi từ right đi vào đâu các em nhỉ? Bây giờ việc của anh ấy là anh phải chỉnh ảnh ở trong phần right này nhỏ lại thì phải đi từ right đi vào đâu? Đi từ right đi vào thẻ img được không? Vì việc của mình ấy là phải chỉnh ảnh mà. Chỉnh ảnh phải đi vào img đúng không? Anh sẽ cho width tầm khoảng độ là 40 px. Height cũng tầm khoảng độ 40 px thôi, cho nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đấy, xếp lại cho anh. Rồi quay trở về trình duyệt. Ngon lành chưa? Ôi 40 nhỏ quá, 40 nhỏ quá các em ơi. 40 này nhỏ quá. 100 đi. 100 đi các em, 100 đi, 100 đi. 100 ổn này. 100 ổn này, 40 nhỏ quá. Đúng không? 40 nhỏ quá, 40 nhỏ quá.
nhá, 40 nhỏ quá. Đấy. Chăm đi, chăm là đẹp này, chăm là anh thấy là ổn này. Đấy. Thì ở đây này các bạn lưu cho anh này. Bây giờ mình phải chia cái chỗ phần này làm mấy phần các em nhỉ? Phải chia cái chỗ phần này này làm hai phần đúng không? Đây này. Ảnh này. Chia phần này làm hai phần, một phần là ở đây, một phần đâu đấy là left, thì là left thì rộng khoảng độ là 40%. Còn right thì rộng tầm khoảng độ là 60, có nghĩa là bên này là 40, bên này là 60. Đúng chưa? Thì bây giờ nhá, anh sẽ làm gì các em nhỉ? Anh thứ nhất anh sẽ cho left này. Đấy. Left anh sẽ cho width là khoảng 40%. Đấy. Hai thì anh để là hai chưa, anh chưa để. Còn phần right này, chấm right này, anh sẽ để là tổng khoảng bao nhiêu các em nhỉ? Right thì anh sẽ để width là tổng khoảng độ 60%. Đấy. Nhưng mà bên left này anh sẽ cho float left. Thế anh hỏi các em bên right này anh cho float gì là được? Left hay right hay là cái gì cũng được? Hả các em? Bên right này anh cho float left hay float right hay là cái gì cũng được? Cái gì cũng được. Đúng rồi, cái gì cũng được đúng không? Vì một cái 40 cái 60 mà thì mày nhảy đâu thì chả bằng nhau đúng không? Chả giống nhau. Đấy. Đấy, nhưng mà khi mà dùng float thì phải dùng cái gì các em để cho thằng cuối cùng này nó nằm ở dưới? Chỉ bút tầm quen tệ. Đúng rồi, ở trên ở phần footer mình phải thêm một tính là gì? Clear bot. Khi nãy thì nó không sao hết, vì là khi nãy mình dùng display flex thì là cái chỗ phần footer này nó vẫn nằm ở dưới đúng không? Nhưng mà đối với trang này của mình ấy là mình đang dùng float thì bắt buộc là chỗ footer này mình phải thêm cái clear bot này thì mới ăn được. Ok không em? Ok chưa? Ok không? Ok không? Xếp lại nhá. Quay trở về này. Đấy, này ngon lành chưa? Này ngon rồi đúng không? Được chưa? Và ở đây các em lưu cho anh này. Tuy rằng ở chỗ này ảnh của nó ấy, là nó hai dòng ảnh. Nhưng mà của anh chỉ có một dòng thôi. Các em biết nguyên nhân tại vì sao không? Các em biết tại vì sao mà anh một hàng mà nó hai hàng không? Đúng rồi, do kích thước màn hình của anh nó to. Con cây của anh màn hình của nó đang là 27 inch cơ. 224 inch cơ. Đấy, mà thường thường là những người ra đề là họ dùng laptop. Đúng không? Còn bây giờ nhá. Còn bây giờ anh muốn hai hàng rất là dễ. Anh cho cái width này, anh cho bây giờ bình thường anh cho width là 100. Anh bây giờ anh cho lên 200 quách để cho nó xong 200 này. Là hai hàng liền thôi, đúng không? Hai hàng liền thôi này. Đấy này. Hai hàng còn to hơn nó cơ. Đấy nên là cái này các bạn không phải lo lắng nhá, là một hàng hay hai hàng nhá. Đấy. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Xem code xíu anh. Nhớ nhá, ở chỗ phần footer thêm clipboard, còn lại tất cả chỗ này, đây là những chỗ mình vừa code này. Được chưa? Bạn nào làm xong chắt một cho anh nào? Bạn làm xong chắt một cho anh nào? Sắp xong rồi đấy. Rồi ok nhá. Thì bây giờ ấy còn một phần nữa các em nhá. Đấy, còn một phần nữa là ở bên chỗ này này, các em lưu cho anh này. Ở bên chỗ phần My Photo Gallery này thì nó còn có một cái ô vuông nữa. Để làm gì các em nhỉ? Các em lưu cho anh này, cái chỗ này để phục vụ cho việc mình làm JS nhá. Ở đấy nó sẽ có một cái ô vuông như thế này. Một cái ô vuông như thế này. Để khi mà mình click vào từng cái ảnh này này thì cái ô vuông này nó sẽ có background image là tương theo ảnh này. Giả sử anh click vào ảnh này thì cái chỗ phần ô vuông này nó sẽ có ảnh đấy. Anh click vào ảnh này thì phần ô vuông này sẽ có ảnh tương tự như vậy, được chưa? Thì bây giờ mình phải vẽ ra một cái ô vuông. Mình sẽ vẽ một cái ô vuông các bạn nhá, vẽ ra một cái ô vuông này. Đấy, để tí để mình phục vụ cho cái việc là mình làm JS, như vậy là mình đã xong được rồi. Đấy. Thì bây giờ các em biết là ô vuông của mình ấy là mình phải chỉnh cái gì nào? Bạn nào thì trả lời cho anh xem là bây giờ anh phải chỉnh cái gì nào? Nào, ô vuông của mình nó là cái gì các em nhỉ? Là thẻ gì các em? Ô vuông của mình chính là... Đúng rồi, không phải lép em. Đúng rồi, là cái lép rồi, nhưng mà cụ thể hơn đấy là cái ô vuông đấy nó chính là Big IMG này em này. Đấy, có nghĩa là tí nữa ấy, khi các em click vào từng cái ảnh ấy thì cái thẻ deep này nó sẽ có background image là cái ảnh đấy, là cái ảnh các em click vào. Được chưa? Thì bây giờ ở đây các em thấy cái thẻ deep của mình nó có cái ID là Big IMG thì mình chỉnh ID như thế nào các em nhỉ? ID là dùng cái gì? ID có dùng chấm được không?
Thăng anh. Đúng rồi, phải dùng thăng. Đấy. Anh cho width 400px. Đấy, anh cho high 500px. Đấy, giờ anh xếp lại này. Nhưng mà nhớ cho anh thêm một cái border nữa cho mình nhìn thấy được. Border 1px solid này. Đấy, màu thì là màu giống màu kia đi em, màu này đi. Đấy, nhớ là phải cho anh thêm một cái border để nhìn ra được, được không nhỉ? Để nhìn ra được. Đấy, ok chưa? 500 to quá đúng không? Thôi, rộng 4 cao 4 thôi, như là ổn rồi. Đấy, tương đối thôi. Tương đối thôi các em. Thế bây giờ nhá, anh muốn cho cái ảnh này, cái chỗ phần thể deep này đi vào trong một tí thì dùng cái gì cho nó đi để đi vào các em nhỉ? Ok em. Bây giờ anh muốn cho cái thẻ deep này đi vào một tí thì mình dùng cái gì nhỉ? Mặc cái gì cho nhanh, cái lép đúng không? Ừ, mặc cái lép anh cho tầm khoảng độ là 100px đi. Đấy. Đấy, ổn chưa? Tương đối thôi. Tương đối thôi là được rồi. Tương đối thôi, tương đối thôi nhá. Ok chưa các em, ok chưa? Đấy. Như vậy là mình xong là CS rồi. Cũng không phải khó lắm đúng không? Các bạn thấy là thật ra là cũng không phải khó lắm thật. Đấy, thật ra cái file của mình, cái file mà file portfolio của mình ấy là mình chỉ cần làm có mấy dòng nữa là xong mà. Đúng không? Đấy, nên là không phải là cứ 3 file là dài đâu. Đấy, cũng không phải là khó đến mức mà các bạn bỏ cuộc đâu, được không? Đấy. Rồi ok rồi, bây như vậy là các bạn đã được 5 điểm cổ phần gì các em nhỉ? 5 điểm cổ phần CS rồi nhá. Đây, đâu đấy là chúng ta chỉ cần có 69 dòng code thôi là đã được 5 điểm của CS rồi. Bây giờ đến phần gì là xong? Vậy đến phần gì nào? À, các em bây giờ đến phần gì? Ừ, bây giờ đến phần CS nhá. Ở đây tất cả các bạn đều xong phần CS chưa? Có bạn nào bị lỗi gì chat để anh fix cho nào? Bạn nào mà đang bị lỗi phần CS thì chat hoặc là bật mic lên để anh kiểm tra. Được không? Để anh fix cho. Để anh fix cho các em. Không vấn đề gì hết, fix cho các bạn xem thôi. Đấy, fix cho các bạn xem để các bạn tránh thôi mà. Có vấn đề gì đâu. Đúng không? Biết đâu hôm nay mình lỗi nhưng mà ngày mai các bạn lại lỗi hay sao? Bạn khác lại lỗi hay sao? Đây nó bị cái này em chẳng biết lấy gì. Ok em đang để width là 20px, em vào trong code đi nào, kéo lên nào. Thẻ p của mình em đang để, các bạn thấy để cho anh ấy, là width của bạn ấy đang, các bạn đang để là 20px nhưng mà nó phải là 20 gì em nhỉ? Không biết. 20%. Ừ, 20% chứ. 20px thì nó rất là nhỏ em ơi. 20% ấy là 20% của toàn bộ màn hình. Em hiểu chỗ này không? 20% là phần trăm theo màn hình. Còn PX thì nó rất là nhỏ thôi. Ok. Ừ. Nhớ nhá, nhớ nhá. Rồi bạn nào nữa nào, bạn nào bị lỗi nào? Lỗi cái sâu lên cho cả lớp xem cho các bạn nhớ thôi. Học online được cái tiện đúng không? Lỗi phát sâu lên cả lớp thấy. Học offline thì lỗi chỉ mỗi bạn một mình bạn biết thôi. Được chưa? Nếu mà tất cả các bạn ok rồi thì bây giờ anh sẽ đến phần GS nhá. Đấy. Thì chúng ta có vài cái yêu cầu như thế này. Được chưa? Vài yêu cầu như thế này nhá, anh sẽ bật đề các bạn xem nhá. Đây, thứ nhất là mình phải check cái này. Check có nghĩa là cái email của mình không được empty này, không được rỗng này. Check là ít nhất là một cái chỗ này phải được check này. Check là cái content này không được rỗng này. Thì các bạn có làm được không? Hả các bạn? Đề bài yêu cầu mình khi mình click vào cái nút send này này. Ờ, ok Giang. Khi mình click nút send này mình check là cái này không được rỗng này. Cái này không được rỗng này. Và cái chỗ phần phần này này là phải có ít nhất là một cái ô được check. Ừ, email thôi đúng không? Đấy. Được chưa? Thì bây giờ anh sẽ làm cái này trước đi.
anh sẽ làm cái phần này trước vì cái này nó hơi lạ một tí. Hơi lạ một tí. Thì ở đây nhá, khi anh click vào từng cái ảnh này này thì cái chỗ thẻ deep này nó sẽ có background image của cái ảnh đấy. Được chưa? Các em có nhớ hôm trước mình dùng background image không các em nhỉ? Bây giờ nhá, bây giờ anh ví dụ nhá, anh sẽ nói lại một chút về cái background image này. Giả sử bây giờ đây là cái thẻ deep của anh đúng không? Anh sẽ có một cái background image này. Background image này là gì nhỉ? URL này. Xong rồi trong đây là gì các em nhỉ? Đúng không? Image này, xong rồi đến cái gì nhỉ? Từ từ nhá. Thư mục của mình thư mục gì nhỉ? Image mà nhỉ? Sao nó không đề xuất nhỉ? Sao nó không đề xuất image cho anh nhỉ các em nhỉ? Background image này thì phải là đi từ đâu nhỉ? Lạ thật, tại sao nó không đề xuất cho anh ta? Đây. Chỗ này không đề xuất code cho mình nhỉ? Sụp image à? Không cần sụp đầu đây em. Đây nhá, anh ví dụ nhá. Anh ví dụ là ở đây. Ok. Thử sụp theo bạn nó. À rồi, ok rồi, cảm ơn em nhá. Tại sao đấy là thêm sụp nhỉ? Đấy, thì bây giờ anh ví dụ nhá. Bây giờ cái thẻ deep này của anh ấy, nó có một cái background image là như thế này đúng không? Đây này, các em thấy không? Nó background image của nó thì mình sẽ có URL này, xong rồi trỏ tới cái đường dẫn ảnh. Được chưa các em? Anh chuyển trỏ đường dẫn ảnh là xong. Nhưng mà anh ví dụ vậy thôi, còn bây giờ ấy, khi mà các bạn click vào từng cái ảnh này thì cái khối deep này ấy, nó mới có background image là bằng cái ảnh đấy. Được chưa? Thì đâu đấy là mình cần phải lấy được cái gì các em nhỉ? Khi mình click vào từng cái ảnh thì mình cần phải lấy cái gì của cái ảnh đấy? Nào, khi anh click vào từng cái ảnh này thì mình cần phải lấy được cái gì của cái ảnh này? Các em thử suy nghĩ xem nào. Các em thử trả lời cho anh xem là bây giờ khi anh click vào cái ảnh thì anh cần lấy cái gì? Dựa vào cái anh vừa làm xong. Đúng rồi, chính xác. Đây các em thấy là gì? Ở đây anh có background image chính là cái đường dẫn tới ảnh đúng không? Thì khi mà mình click vào từng cái ảnh này ấy, đấy, từng click vào từng ảnh này thì anh phải lấy được cái đường dẫn ảnh này. Được chưa? Hay cụ thể hơn đấy là anh phải lấy được cái SRC này. Đấy, được chưa các em? Thì bây giờ nhá, ở chỗ này các em không phải code đâu, cái chỗ này là anh ví dụ thôi, các em không phải làm đâu. Được chưa? Thì bây giờ này các em thấy là gì? Khi anh click vào từng cái ảnh ấy thì nó đang có một sự kiện là on click và gọi tới hàm gì các em nhỉ? Gọi tới hàm trên image và nó truyền vào một cái gọi là cái tit. Cái tit này là cái gì các em? Hàm này là hàm truyền tham số rồi. Hàm này là hàm truyền tham số rồi. Hả các em, cái tit này là cái gì? Nào bạn nào trả lời cho anh cái tit này là cái gì nào? Hả các em, cái tit này là tit gì? Không, cái tit này là toàn bộ cái ảnh em ơi. Nó là toàn bộ cái ảnh, nó không phải là SRC, nó không phải là image 1 đâu. Cái tit này của mình ấy, nó là toàn bộ cái ảnh này này. Được chưa? Nào các em phân biệt cho anh nào. Cái SRC hay là cái ART này, cái SRC hay là cái ART này, nó chỉ là một thành phần của ảnh thôi. Được chưa? Ngoài ra ảnh của mình nó có gì các em? Ảnh của mình nó có chiều rộng này, nó có chiều cao này. Đúng không? Nó có chiều rộng, chiều cao này, nó có SRC, nó có ART này. Thì cái tit này nó là toàn bộ cái ảnh. Còn tí nữa các bạn cần cái gì? Các bạn cần cái gì của cái ảnh này? Đúng rồi, mình cần SRC đúng không? Đấy, nhưng mà cái tit này ấy, là toàn bộ cái ảnh. Đấy, thì bây giờ anh sẽ vào trong thư mục CSS, anh sẽ có một function này. Tên là gì các em nhỉ? Tên là change image đúng không? Và ở đây anh sẽ, cái tit thì anh sẽ đặt tên là img đi. Đấy, thì ở đây, ở bên thằng Java thì các em có cái biến như này đúng không? Có biến là var img như này đúng không? Đấy, khi em chuyển biến ở bên kia vào thì bên đây phải có một cái var, cái gì đấy, inter float double gì đấy đúng không? Nhưng mà ở bên JS của mình ấy, mình chỉ cần viết như thế này thôi thì nó hiểu rằng là mình có một cái biến tên là img. Được chưa các em? Mình có cái biến img. Với img chính là cái gì các em? Chính là cái tit này. Mà cái tit này thì là toàn bộ cái ảnh này. Đấy, đâu đấy là cái img này chính là toàn bộ cái ảnh mà mình click vào. Đấy, thì anh sẽ có cái gì các em? Anh sẽ có một cái biến var này. Đấy, anh sẽ đặt tên là link ảnh đi. Đấy, link đi. Link nhá, thì sẽ bằng img chấm gì nào? Bây giờ anh cần đường dẫn ảnh thì anh chấm chấm lấy cái gì các em nhỉ? Im chấm lấy cái gì?
Không, chấm thẻ SRC chứ em. SRC chứ. Đúng không? Ở đây này, đây là SRC của thẻ này này. Thì bây giờ việc của mình là mình chỉ cần chấm tới SRC thôi. Được không? Anh có một cái link bằng img.src. Đấy. Được chưa nào? Được chưa các em? Thì như vậy cái link này chính là cái gì các em? Cái link này nó chính là cái gì? Cái link này nó chính là cái đường dẫn ảnh này này các em này. Đấy, nó chính là cái đường dẫn ảnh này. Thì bây giờ việc của anh là gì? Anh lấy được đường dẫn ảnh rồi anh làm cái gì nữa là xong các em? Lấy được đường dẫn ảnh rồi làm gì nữa là xong? Làm gì nữa các em? Công việc tiếp theo của anh chỉ cần làm gì nữa là xong? Nào. Công việc của anh làm gì nữa các em? Đúng rồi, bây giờ nhá, anh lấy được cái đường dẫn ảnh rồi đúng không? Thì anh chỉ cần cho cái thẻ đĩa của mình ấy nó có background color là background image là ảnh kia thôi đúng không? Thì anh dùng document.getElementById là bigimg. Đấy. Đúng nhá. Document này. .getElementById này, ID là gì các em? Đấy, ID là bigimg và .style.background gì các em nhỉ? Background image là bằng cái gì? URL này, đúng chưa? Đây nha, anh phải chuột cái này cơ. URL này. Đấy. Rồi, cộng với gì? Hình như các em chỉ cần ghi như này này. Được không nhỉ? Lạc từ từ nha, các em bình tĩnh nhá. Quên mẹ. Thôi rồi, nói chung là không dùng được cái đấy, dùng dấu cộng thôi. Đúng không? Cộng với link là xong. Đấy, như vậy là mình đã được cái background image chính là cái gì? Background image chính là cái đường dẫn ảnh thôi các em. Còn cái chỗ này bên này nhá, anh xóa đi thôi. Chỗ này là khi nãy anh nói cho các bạn hiểu thôi. Được không? Còn bây giờ anh xóa đi. Đấy. Để cho các em hiểu chỗ này chưa? Khi anh click vào từng cái ảnh ấy thì nó sẽ gọi tới hàm này và nó sẽ lấy được cái đường dẫn ảnh kia và nó sẽ cho cái thẻ deep này có cái background image là cái ảnh đấy. Được chưa? Các bạn chạy thử đi, bạn nào chạy được chắn một cho anh. Bạn nào chạy được chắn một cho anh nhá. Anh là cúng nước đã. Chạy được chắn một cho anh nhá. Đây của anh được rồi đấy các em. Đấy của các bạn được chưa? Nào các bạn, những bạn nào đang bị lỗi bảo anh nào. Ở đây anh mới thấy là có 5 bạn được thôi. Hải Anh này, Dương này, Công này, Hoàng này, Bình này. Ai nữa các bạn? Nào đọc tên nào. Donate để đọc tên nào. Rồi ok, ok Long. Đi qua. Các bạn đã hiểu chỗ này chưa? Ở đây có bạn nào không hiểu thì bật mic lên để anh giải thích lại cho. Mà nếu mà hiểu bật mic lên bảo là hiểu rồi. Ở đây có bạn nào chưa hiểu chỗ này không? Có, chỗ này khó hiểu không các em? Ok em, chỗ này khó hiểu không? Hả? Chỗ này khó hiểu không? Có á? Có hay là không Quang? Đúng rồi, hơi lạ thôi, làm gì khó đâu. Đúng không? Được chưa các em? Được chưa? Ok nhá. Ok nhá, thì ở đây này anh bảo này, có một cái bài tập để các em có thể ôn tập lại này. Đây nhá. Anh gửi cho các em này, ôn tập lại này. Nhớ là phải ôn tập lại nhé. Tí có thời gian mình ngồi lại nhé. Vì là nó không chỉ là làm giống đâu, nó còn mở rộng một tí nữa. Đây này.
Đây nhá, đây là một cái đề nhá, anh gửi cho các em để các em tí nữa các em ôn tập lại cho anh nhá. Có sướng không? Học như này có sướng không? Có cả video ôn tập lại thích không? Tí nữa còn một video nữa cơ. Một video về chuyên về check check form, check dữ liệu thôi. Anh toàn ốp chùm video. Lỡ thôi em ơi, nhưng mà bình thường nhá. Bình thường là khi mà anh úp mà nó bị trùng thì nó phải báo chứ. Đúng không? Đây chả thấy báo gì. Nhá, đây này, bài này. Không sao em ơi, cái đấy không quan tâm nhá. Cái đấy em không quan tâm em nhá. Cái đấy là do cái kiểu như là cái chiều rộng với chiều cao của ảnh ấy. Nó rất là khác so với cái gì? Nó rất là khác so với cái chiều rộng và chiều cao thẻ deep. Được chưa? Nên là nó không thể theo ý của mình được đâu. Tức kiểu bây giờ em cho một cái ảnh vào cái khung ấy thì nó cũng phải có tỷ lệ gần gần tương ứng đúng không? Nhưng mà bây giờ cái ảnh của mình so với cái khung ấy tỷ lệ nó rất là khác. Một cái khung của mình nó là hình vuông. Đấy, nhưng mà cái ảnh của mình nó là hình thẳng đứng như này ấy, thì không thể nào có thể vừa với khung được. Được chưa? Nên là chúng ta không phải lo lắng về cái vấn đề này nhá. Các bạn chỉ cần làm công việc là khi click cái ảnh, cái thẻ deep kia có background image là cái ảnh kia là ok rồi. Được chưa em? Được không? Nào, được rồi, chăn một cái cho cả nhà cùng vui nào. Ừ. Ok nhá. Rồi, thì bây giờ đến cái phần này, phần check form này dễ quá. Đúng không? Nếu yêu cầu check là chỗ này không được rỗng này, rồi cái này phải là phải có một cái được tích này, rồi cái này không được rỗng này, thì có làm được không? Làm được đúng không? Đấy, làm được, nhưng mà hôm nay sẽ chỉ các bạn một cách khác nhá. Ở đây các bạn lưu cho anh này, các bạn sẽ mở cái trang là About Me cho anh. Đấy, có nghĩa là mấy cái trang kia mình đóng lại đi. Đấy, About Me nhá. Khi mà các bạn click vào cái button ấy, có value này, có cái tên là send này các em này. Đấy, khi các em cần click vào một cái button này có cái value là send này thì nó sẽ gọi tới một cái hàm là hàm check. Được chưa? Và hàm check này nó sẽ cái vụ là check ba cái này thôi. Đấy, check ba cái này thôi đúng không? Thì bây giờ anh sẽ viết một cái hàm check các em nhá. Function này, check này. Đấy. Thì bây giờ ấy, anh phải lấy cái gì các em nhỉ? Anh phải lấy cái gì về các em nhỉ? Anh phải lấy cái email đúng không? Rồi lấy cái những cái checkbox này này, xong rồi lấy content này này, anh phải lấy đâu đấy, anh phải lấy cả ba cái này về. Đúng không? Thì các bạn dùng cái gì nào? Nào, những buổi trước anh dạy các bạn là gọi bằng cái gì nào? Công thức của mình là gì các em? Hả các em? Nào. Hôm trước là mình gọi theo cái gì các em nhỉ? Đúng rồi, có phải là hôm trước mình dùng cú pháp là document.getElementById đúng không nào? ID là email thì là mình sẽ được cái giá trị của email. Có phải như vậy không? Có phải là ok nhá, anh quay trở về cái cách cũ của mình nhá. Var này, email này sẽ bằng document này. .getElementById gì các em nhỉ? Email đúng không? Xong rồi chấm gì các em? Chấm cái gì nhỉ? Chấm cái gì của email nào? Cái giá trị người dùng nhập vào, đúng rồi, nó là cái value. Nhớ là value viết thường nhá, đừng phải không chữ V viết thường nhá, không viết hoa đâu. Được chưa? Đúng không? Rồi bây giờ mình cũng làm gì các em nhỉ? Mình cũng if này. Nếu mà email của mình ấy, email của mình nó khác mà nó bằng với cái rỗng thì mình sẽ alert ra một câu thông báo là gì các em nhỉ? À, thông báo là cái gì đấy đúng không? Đấy, please input email này chẳng hạn như vậy, anh ví dụ như thế. Đấy, xong rồi mình sẽ return để dừng chương trình lại, để bắt người dùng là phải qua được cửa này, bắt đầu mới chạy tiếp. Có phải như vậy không em? Có phải như vậy không? Đấy, anh chạy lại, anh chạy thử nhá. Đấy, anh ấn send này. Đấy, thì nó bảo là mày hãy nhập email đi. Đúng chưa, mà nhập email đi. Đấy, nhập xong rồi thì không có vấn đề gì hết nhá. Tương tự anh cũng có cái gì các em nhỉ? Cũng tương tự anh cũng có một cái content thì có ID là content đúng không? Đấy, sau mình cũng if gì các em nhỉ?
if content mà bằng với mà bằng rỗng thì mình sẽ alert có thông báo này, rồi mình return với input thì cái content đấy. Được chưa? Ở chỗ này có nhớ không các em? Hôm qua vừa học xong có nhớ không? Có nhớ không các em? Còn ba chỗ này thì mình sẽ làm gì các em nhỉ? Ba chỗ này thì mình cứ gọi tới là Google, Dropbox, Friend thôi đúng không? Và mình kiểm tra là mình gọi tới value của nó hay mình gọi tới cái gì các em nhỉ? Đối với những cái ba cái này này, ba này thì là mình gọi tới cái gì? Ticket. Ờ, ticket đúng không? Đấy. Thì ở đây nhá, anh bảo các bạn này, anh bảo các bạn này là các bạn có thể dùng là cái ID này, đúng không? Đây nhá, anh dùng ID đi. Đây là check 1 này. document.getElementById này, nhưng bây giờ không phải chấm .value nữa mà chấm gì nhỉ? Chấm checked. Đấy. Nhưng mà ID của mình là gì các em nhỉ? Google đúng không? Blogspot này. Friend này. Đấy. Sau mình cũng if này. Thấy chưa? If check 1 bằng false này. Đấy. À anh xin lỗi cái gì nhỉ? Bằng true này. Hoặc thì anh chỉ ghi như này thôi đúng không? Nếu mà check 1. Các em lưu cho anh nhé, khi mà các bạn mà viết nếu mà check 1 bằng true như này ấy, thì cũng được, nhưng mà các bạn phải viết ngắn hơn là các bạn chỉ cần check 1 như này thôi thì nó hiểu rằng là mày muốn viết là check 1 bằng true, được chưa? Check 2 bằng đấy, check 3 đấy. Các em nhớ cho anh nhé, nó tương đối với cú khác là if check 1 bằng true, check 2 bằng true, check 3 bằng phụ bằng true. Đấy, nếu mà check 1, check 2, check 3 bằng true hoặc một trong ba cái này bằng true thì là đúng hay là sai, thì là đúng không? Đấy, trường và L thì mới là gì? L thì mới là alert thông báo là breach check list on cái gì ấy đúng không? Ok chưa? Có bạn nào thắc mắc chỗ này không? Tùy các bạn nhá, các bạn viết học hoặc là các bạn và tùy các bạn làm sao cho nó chuẩn được, cái này quá dễ rồi. Đúng không? Cái này là của C, cái này của C dễ quá. Được không các em? Được không nào? Được. Ok chưa? Ok chưa? Bạn nào chạy được rồi chắn một cho anh nhá. Chạy được cả ba trường hợp này rồi chắn một cho anh. Thấy học GS nó dễ không? Thực chất GS không khó đâu các em ạ. GS cực nó không khó mà nó rất là hay. Đấy, làm công việc phát là vào nhìn phát thấy luôn đúng không? Đấy, nhìn ra việc luôn. Nên là nó mới mạnh như thế mà nó mới đáng học như thế các em ạ. Đấy, không phải tự nhiên tại vì sao mà người ta không đi so sánh Java với C# mà người ta lại nói về JS. Đúng không? Chả không lý nào tự nhiên người ta lại hay nói về JS như thế. Rồi, ok. Ở đây có bạn nào bị lỗi gì không nào? Ở đây anh mới thấy là có 4 bạn thôi, còn những bạn nào nữa? 4 bạn thôi. Nào, những bạn còn lại nào? Đang chép hay là đang lỗi nào? Đang lỗi thì bảo anh nào. Bảo sâu lên đi cho các bạn cùng xem được không? Nhá, các bạn hôm nay các bạn code có thể là không lỗi nhưng mà ngày mai có thể là lỗi đấy. Ở đây nhá, ở đây anh lưu một vấn đề cho các bạn nhá. Anh lưu một vấn đề cho tất cả các bạn này. Là cái file mà portfolio.js với cái file là portfolio.cs ấy, là ở đây là anh tạo sẵn cho các bạn rồi. Được chưa? Anh tạo sẵn các bạn rồi. Còn khi các bạn đi thi ấy,
thì nó chỉ tạo cho các bạn mỗi trang Obami thôi. Còn các bạn phải dựa vào đây này, các bạn phải dựa vào đây này. À, cái ở đây nó đang nhúng một cái file CSS tên là portfolio.cs và portfolio.js. Thì các bạn phải dựa vào cái tên này để các bạn đặt tên cho nó đúng. Kỳ trước vừa có một bạn biết môn ấy là do đặt tên sai, đặt tên đường dẫn sai. Đấy, và không biết sửa như thế nào cả. Được chưa? Nên chúng ta phải để ý là à, chỗ này là mình phải tự tạo. Anh hỏi các em là cái portfolio.cs này nó phải nằm ở đâu? Khi mà bạn đặt, đúng rồi, nó thu một CSS đúng không? Tương tự là gì? Ở đây nhá. Đây. Đấy. Ở đây các em thấy cho anh này là đề bài nó cho mình cái khung như thế này rồi. Đấy, đây là cái khung đề bài, cái folder đề bài nó cho này. Thì ở đây nó có hai file, một cái file là CSS đúng không? Một cái file là JS. Đấy. Thì các bạn phải tạo CSS ở trong đây cũng như là các bạn phải tạo JS ở trong đây. Đấy. Còn nếu như mà cái đường dẫn này của đề bài ấy, mà nó chỉ là blogpost.cs mà nó không có đoạn đằng trước này ấy, thì có nghĩa rằng là à, mình đặt ở ngoài. Đúng không? Còn nếu mà nó viết như này thì cái phần này nó phải nằm trong thư mục của CSS, phần này phải nằm trong thư mục của JS. Cái chỗ chữ JS này là thư mục JS các em nhá, đây là thư mục JS này này. Được chưa? Nhá. Còn CSS phải nằm ở trong đây. Không em ơi, mình chỉ cần code CSS và JS thôi, mình không phải code HTML. HTML làm sẵn cho mình rồi và mình không làm gì với HTML cả. Được không em? Mình không làm gì với HTML cả. Ok không? Nhá. Nó giống như kiểu nãy giờ mình làm thôi mà. Đấy, nhưng mà có cái khác là gì? Khác là anh đã tạo sẵn cho các bạn cái file tên như thế này rồi, để cho các bạn đỡ mất thời gian, cũng như là cái file CSS gọi là có tên này rồi. Còn các bạn là gì? Các bạn cái hai thư, còn khi các bạn đi thi ấy, hai thư mục này nó rỗng. À, các bạn phải tự tạo. Được không? Đấy, nhớ nhá, lần sau các bạn đừng bị vấn đề này nhá. Có bạn đã biết môn về cái chỗ này đấy. À, cũng không phải đến mức biết môn đâu, nhưng mà họ mà thi lại. Giờ thi lại. Cho em xem cái JS xin xíu anh. Đây em. Được chưa? Ở đây còn những bạn còn lại nào, bạn đang bị lỗi, anh thấy là hình như rất rất nhiều bạn đang bị lỗi về phần JS này nào. Đây mới có 2 4 6 bạn là mới chat một thôi này. Thì những bạn còn lại nào. Rồi, mới có 7 bạn nào. 7 bạn thì đang còn 5 bạn nữa. Ừ. 8 9 10. Thế bạn nào không bị lỗi? Vẫn chưa đủ. Bạn nào không bị lỗi nào, bị lỗi sâu lên cho cả lớp xem nào. À, xong hết rồi, ok nhá, để anh check lại lên đây cho các em này. Đấy, ok, Bleed Input Content đúng không? Bleed Input Content này. Rồi, ok các em nhá. Còn nếu như các bạn nhập đúng hết rồi ấy, thì nó sẽ alert một thông báo là Message Send, à, Information Send. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Information send. Nhá, anh xếp lại nhá. Cái này dễ thôi mà. Đấy, information send. Như vậy là xong rồi. Được chưa nào? Được chưa các em? Đúng rồi, chính xác Bình. Ở đây nhá, ở đây các em lưu ý cho anh này là chúng ta có ngoài bây giờ có vấn đề như này nhá, các em coi trở về này. Đề thi ấy, thì có lúc ra như thế này, có lúc ra thế khác. Đúng không? Thì ở đây anh ví dụ này.
Thế bây giờ giả sử cái email của anh để bài nó không cho ID như này thì ghét làm sao được? Đúng không? Hay là chỗ này nhá. Anh ví dụ nhá. Đấy, nó không cho ID như này thì ghét sao được các em? Đấy, đề thi nó không thích cho cơ mà. Nó không thích cho ID nữa. Đấy, thì mình có phải ghét theo ID được nữa không? Mình có thể dùng câu lệnh là document.getElement by ID được nữa không? Đúng rồi, mình không thể ghét theo ID được nữa. Mà mình phải ghét theo cái khác. Nhá, các em lưu cho anh nhá. Đấy, khi mà đề bài nó không cho mình ID ấy, thì mình phải ghét theo cái khác. Đó. Thì ở đây anh sẽ nói qua một chút này. Đấy, anh sẽ có một cái biến nhá. Var arr này. Đấy, document này. Thì ngoài cái việc ấy là các bạn get theo ID ấy, các em thấy là ở dưới đây mình còn rất là nhiều cách get nữa đúng không? Đây này, get theo ID chỉ là một cái thôi. Còn ngoài ra chúng ta có get theo by class name này, get theo name này, tag name này, các kiểu nữa. Đấy nhá, không phải là chỉ có mỗi ID đâu. Đấy, nhưng mà các em thấy sự khác nhau cơ bản giữa cái ID với những cái khác là gì các em nhỉ? Nào, các em thấy rằng cái sự khác nhau cơ bản giữa cái việc get theo ID với get theo những cái khác là cái gì? Đúng rồi, chính xác. Là không có S đúng không? Các bạn thấy là gì? Khi mà mình get theo ID ấy, thì nó không có S. Nó chỉ get về được đúng một phần tử thôi. Nhưng mà nếu mà anh dùng cái cú pháp là get element by class name ấy. Đây này, các em thấy không? By class name này này. Có chữ S này. Hay là by name nó có chữ S này. By tag name có chữ S này. By tag name ns có chữ S này. Thì sự khác nhau của nó là gì các em nhỉ? Sự khác nhau của gì? Tại vì sao ở đây anh khai báo là arr? Tại sao anh khai báo là arr các em? Thì câu trả lời ấy. Đúng rồi, nó lấy về được được một cái mảng nhá. Trường hợp là gì? Đề bài nó không cho mình cái ID, giả sử như ở chỗ email nó không cho ID này, ở chỗ phần này nó cũng không cho ID này. Thì mình phải get theo cái khác. Đấy. Thì cái thông dụng nhất là các em có thể get theo gì nhỉ? Get element by tag name. Tag name là cái gì các em nhỉ? Tag name là cái gì? Thì câu trả lời ấy, tag name nó chính là cái thẻ của mình. Giả sử cái chỗ này cái chỗ phần nhập cái gì các em nhỉ? Phần nhập mà cái chỗ mà phần nhập mà phần nhập email ấy thì nó có tag name là input, được chưa? Hay là những cái chỗ phần Google blog friend này thì những cái thằng đấy nó cái chỗ phần ô checkbox các em. Đây này, cái chỗ phần write button này này, cái chỗ này gọi là cái write button này thì nó cũng có tag name là gì các em nhỉ? Nó có tag name là gì? Là input đúng không? Nhưng mà cái type của nó, type radio thì nó sẽ khác so với type text. Type text thì là để nhập dữ liệu, type radio là cái hình tròn tròn để các bạn check vào. Được chưa? Thì đâu đấy rằng ấy là gì? Là khi mà các bạn dùng cái type bằng text này thì là chỗ các bạn nhập dữ liệu, còn type bằng radio này thì là chỗ bạn tích. Ở bên đây anh dùng cái là document.getElementByTagName.input ấy thì nó sẽ get về được một cái mảng. Và mảng đấy bao gồm tất cả những phần tử nào có cái thẻ là input. Thì ở đây các em thấy là gì? Khi em click vào các đếm xem được mấy cái, tổng cộng mấy cái ở đây. Mấy phần tử có tag name là input. Đúng rồi, 5 chứ em. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 cái mà. Đúng không? 5 cái mà. Đây nhá, cái button send của mình ấy, cái button send của mình các em này, button send của mình này. Thực chất ấy, nó cũng là thẻ input thôi. Đây. Nó cũng là thẻ input thôi các em, nhưng mà cái type của nó là type là gì các em nhỉ? Type của nó là button. Thì nó là cái phím này mình ấn là cái button. Type là text thì là mình nhập vào, type là radio là cái checkbox. Nhưng mà chung quy lại tất cả những cái đấy nó đều là thẻ input hết. Được chưa? Thì bây giờ nhá, anh dùng cú pháp là document.getElementByTagName.input thì nó sẽ get về cho anh được một cái mảng. Mảng đấy là tất cả những cái phần tử nào là có tag name là input. Thì tổng cộng là anh có 1 2 3 4 và 5 cái. Được chưa? Thì anh hỏi các em này, cái email của mình ấy, email của mình là cái phần tử số mấy trong mảng này? Đúng không? Đấy, thì các bạn cứ đếm trên dưới thôi. Đấy, cái mảng mình bắt đầu từ vị trí số mấy các em nhỉ? Bắt đầu từ vị trí số mấy? Số 0 đúng không? Số 0. Thì email của mình nằm đầu tiên thì là thằng array số 0 này, rồi array số 1, số 2, số 3 này, số 4 này. Đúng không? Đấy, thì bây giờ nhá. Email của anh không cần dùng, bây giờ nó không cho ID là email nữa. Thì anh chỉ cần đơn giản là gì? À, nó là arr ở vị trí số 0 thôi. Tức là nó là phần tử số 0 trong cái array của mình, đúng không? Vì khi mà mình dùng câu lệnh này thì mình sẽ get được toàn bộ cái phần tử có tag name là input mà. Đấy, thì đơn giản là email của mình nó là arr0.value thôi.
đúng chưa? Hay là trích một là gì các em? Trích một thì của mình là gì? ARR mấy? Một đúng không? Trích hai thì là ARR mấy các em? Được chưa? Đấy, đơn giản như vậy thôi các em, đơn giản vậy thôi. Là khi mà anh dùng cái cú pháp là get element by tag name là input ấy, thì nó sẽ get được toàn bộ những cái thẻ nào, à những cái phần tử nào mà có cái thẻ là input. Đấy, nhưng mà các em lưu cho anh, đây là một cái mảng. Mảng thì mình phải có phần tử trong mảng đúng không? Thì cái chỗ thằng này là một phần tử này, phần tử số số mấy em? Thằng này phần tử số mấy? Thằng này phần, thằng email phần tử số mấy? Số 0 đúng không? Thằng này là số 1, thằng này số 2, số 3, số 4 thôi. Đấy thì nó cứ lần lượt như vậy thôi. Thì đơn giản là gì? Ở đây anh dùng cú pháp như này thì anh get được phần tử là mình get được một cái mảng rồi đúng không? Thì bây giờ email của anh là array0.value. Nhưng mà đối với những cái này thì là array1.ticket, array2.ticket, array3.ticket thôi. Còn content của mình nó có phải là thẻ input không em? Content của mình nó có phải là thẻ input không? Cái chỗ phần nhập content này này. Mà nó có phải thẻ input không mà nó là cái gì các em nhỉ? Nó là gì các em? Nó là tag AR đúng không? Có phải không? Có phải cái thằng content của mình nó không phải là thẻ input mà nó là tag AR. Mà giả sử trường hợp đề bài nó cũng không cho cái này thì mình phải làm như nào? Đề bài nó không cho ID mình phải làm như nào? Đề bài nó không cho ID của phần này, mình phải làm như nào để lấy được cái giá trị của tag AR của em? Đấy, đây đề bài không cho ID thì các em phải làm như thế nào để lấy được cái giá trị của cái thằng content này? Đúng rồi. Get element by tag name là content.value, nhưng mà như này đúng hay sai? Anh viết như này đúng hay sai? À, bài tăng nên là gì các em nhỉ? Bài tăng nên và tăng nên của nó là gì các em? Tech-a-ra. Ừ, tech-a-r đúng không? Tăng nên nó tech-a-r. Nhưng mà anh viết như này đúng chưa? Anh chấm value này đúng chưa? Cái cú pháp là get element by tăng nên mà trả về một cái gì các em nhỉ? Đúng rồi, trả về một mảng đúng không? Anh hỏi các em cái mảng này mấy phần tử? Cái mảng của tag AR này có mấy phần tử? Một phần tử thì mình phải viết như thế nào các em nhỉ? Phần tử số mấy? Số 0 chứ đúng không? Đúng chưa? Nhớ cho anh nhá. Khi mà mình dùng cái cú pháp là document.getElementByTagName thì lúc nào nó cũng trả về một mảng hết. Dù có một phần tử thì nó là một cái mảng gồm một phần tử. Được chưa? Ok chưa các em? Ok chưa nào? Nào chỗ này có hiểu không? Nào bạn, các bạn mà hiểu các bạn chắc một cho anh nào. Các bạn có hiểu cái chỗ tăng name này bạn chắc một cho anh nào. Ở đây anh đang nói về trường hợp ấy. Đúng không? Anh nói về trường hợp là gì? Là giả sử đề bài nó không cho ID thì mình phải có cách khác để mình lấy về. Đúng không? Mình phải có cách khác mình lấy về. Đấy, chứ không là chết ngay. Ok chưa nào? Ok chưa? Ok chưa các em? Ok chưa nào? Rồi anh xếp lại và quay trở về bên kia test thử nhá. Đấy, test thử vẫn chạy bình thường thôi, không có đây gì hết. Đấy. Đấy, input content này. Đấy, select checkbox này. Được chưa? Information send. Đấy, như vậy là công việc của mình vẫn chạy bình thường. Đấy, nó có rất là nhiều cách để get được tag của nó nhá. Ngoài việc là get element by ID, chúng ta có get theo tag name, get theo name, get theo class name. Nhưng mà cái sự khác nhau cơ bản giữa get element theo ID ấy và những cái khác là get theo element by ID ấy thì lấy được một giá trị, còn theo những cái khác thì là get được một cái mảng. Được chưa? Nào nếu các bạn ok, các bạn chắc một để chúng ta nghỉ nào. Đấy, các bạn chạy thành công nào. Bạn nào bị lỗi show cho anh xem nào. Đấy. Thành công thì show anh xem. À, bị lỗi show anh xem. Còn không thì chúng ta sẽ nghỉ. Được chưa? Đấy, anh còn một video nữa, anh đang chưa edit, để anh edit xong anh gửi các bạn. Về cái phần get, về cái phần check dữ liệu đầu vào này. Nhá, anh có một cái video anh đang edit khi anh vừa quay xong là về cái phần check dữ liệu này để cho các bạn ôn lại. Còn bây giờ các bạn mà rảnh, các bạn ôn lại cái chỗ phần này cho anh, cái phần mà thay đổi hình ảnh bằng cái video anh gửi cho các bạn. Được không? Ok chưa? Sướng không? Này thi có tốt được không? Này thi mà không được tầm ít nhất là 4 điểm của GS thì phí quá đúng không? Làm hết đề rồi. Đấy. Rồi ok, xong rồi thì các bạn nghỉ nhá. Các bạn nghỉ. Bạn nào có câu hỏi gì thì cứ hỏi nhá, có câu hỏi gì cứ hỏi thoải mái, không vấn đề gì hết.